Phương Thảo xin chào các bạn thính giả yêu mến của kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục mang tới phần 8 của bộ truyện Rơi vào tay tổng tài ác ma. Ở phần 8 này, rốt cuộc thì sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, thậm chí là đánh đổi bằng tính mạng, thì cô cũng đã chấp nhận cho anh cơ hội bù đắp cho hai mẹ con. Những hiểu lầm trong quá khứ cũng dần dần được làm rõ, cô lại mở lòng yêu anh thêm lần nữa. Có cô và con ở bên cạnh, vừa là niềm hạnh phúc của anh, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng của anh, để kẻ của anh nhắm vào. Liệu họ đã được bình yên ở bên nhau hay chưa? Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 8 của bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo nha. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh truyện HPT Channel để đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Đã hơn một tuần rồi mà Tử Lâm vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi ngày, Hàn Dĩ Xuyến chỉ về chơi cùng với Tiểu Hiên 3 hoặc 4 tiếng. Thời gian còn lại đều ở trong bệnh viện chăm sóc cho Tử Lâm. Bên ngoài phòng bệnh của Tử Lâm cũng đã tăng cường bảo vệ bởi vì thân phận của hắn. Cũng chính vì thế mà Triết Liệt phải cẩn thận với bên ngoài, đặc biệt là giới truyền thông. Tuyệt đối không được để chuyện của Tử Lâm đang hôn mê chuyển ra bên ngoài. Chớp mắt mà đã hơn 2 tuần, Tử Lâm vẫn không có chút nào tiến triển. Như thường lệ, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Hàn Dĩ Xuyến lại bắt đầu lau người cho Tử Lâm. Cô thường xuyên bỏ cả bữa ăn chỉ để ngồi nói chuyện với Tử Lâm. Bây giờ cô không khóc nhiều như những ngày đầu nữa, chỉ nói chuyện với hắn càng lúc càng nhiều hơn mà thôi. Hàn Dĩ Xuyến nói không ngừng nghỉ, Tử Lâm vẫn nằm im ở trên giường, hình như là có thể nghe được tất cả. Vườn hoa tử đằng bạt ngàn một màu sắc tím, Tử Lăng không biết đã đi quanh đây bao nhiêu lần, cứ như là mê công vậy. Và hắn cũng không rõ thật ra đây là giấc mơ hay là ảo giác gì nữa, hoặc là có phải thật hay không. Cứ nghe thấy tiếng khóc và giọng nói mơ hồ bên tai, có chua xót, có ngọt ngào, có cay đắng. Nhưng rõ ràng đó là một giọng nói rất quen thuộc đối với hắn. Giọng nói đã in sâu vào đầu của hắn, vào tim của hắn, là giọng của một người phụ nữ hắn đã yêu bằng cả sinh mệnh, bằng cả cuộc đời. Là cô, Hàn Dĩ Xuyến. Nhưng cô đang ở đâu chứ? Khắp nơi đều đã hoa tử đằng, chẳng thấy cô đâu cả. Bước chân của Tử Lâm chậm rãi đang tiến về phía trước, vừa đi hắn vừa gọi. Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, em đang ở đâu? Trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc váy cưới trắng tinh khôi, đang nhìn hắn mỉm cười. Tử Lâm, sao bây giờ anh mới tới? Tử Lâm đưa tay về phía cô, khẩn trương mà gọi. Dĩ Xuyến, là em có đúng hay không? Dĩ Xuyến. Hàn Dĩ Xuyến trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi như thiên sứ, nụ cười trên môi rất tươi, nhưng nụ cười lại ánh đượm buồn. Cô nâng váy lên, xoay người bỏ chạy. Tử Lâm hốt hoảng chạy, vừa khẩn thiết gọi. Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, anh xin em, đừng đi, Dĩ Xuyến. Hàn Dĩ Xuyến cuống cuồng giữ lấy bên vai của Tử Lâm, hết gọi lại vỗ lên má của hắn. Lâm à, mau tỉnh lại đi, em đây, là Dĩ Xuyến đây, anh mau tỉnh lại đi. Tử Lâm vẫn miên man mà gọi. Dĩ Xuyến, em đừng bỏ chạy nữa, đợi anh với, Dĩ Xuyến. Hàn Dĩ Xuyến lo lắng và đau lòng tới bật khóc, cô nức nở gọi. Lâm, anh mau tỉnh lại đi. Cô hét lớn về phía cửa. Bác sĩ, làm ơn giúp với. Những cánh hoa tử đằng vướng trên đường càng lúc càng nhiều. Tử Lâm vừa đuổi theo phía trước, vừa tìm kiếm xung quanh. Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến à, em ở đâu? Tử Lâm bước mãi không ngừng nghỉ, cũng chẳng cảm thấy mệt. Hắn mãi tìm bóng dáng quen thuộc đó dưới những tán hoa tử đằng. Dĩ Xuyến, anh sai rồi. Dĩ Xuyến, em đừng chạy trốn nữa, mau ra đây đi. Hàn Dĩ Xuyến một tay nâng váy lên, một tay vén những cánh hoa tử đằng qua một bên. Cô bước từng bước tới gần của Tử Lâm, nụ cười trên môi rất thê lương, nước mắt rơi đầy trên má. Cô cứ như vậy mà nhìn Tử Lâm. Tử Lâm đau đớn từ từ đưa tay lên, đang dần dần chạm tới má của cô thì cô lại biến mất như ảo ảnh. Cánh tay hắn dừng lại giữa không trung, hốt hoảng mà gọi. Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, em đừng đi. Hắn vừa gọi vừa xoay vòng để tìm kiếm mọi nơi, nhưng vẫn không thấy Hàn Dĩ Xuyến đâu cả. Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến. Hắn chạy nhanh về phía trước. Khi đang tới một khu vực thẳm thì bước chân của hắn đột nhiên khựng lại. Hắn nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang đứng trước vực, nhìn hắn mỉm cười, nụ cười đầy đau thương. Rồi một khắc, cô xoay người nhảy xuống đó. Tử Lâm hoảng sợ, lo lắng chạy về phía vực thẳm, gọi lớn trong tuyệt vọng. Không được, Dĩ Xuyến, đừng. Lâm à, đừng làm em sợ mà. Tử Lâm vừa tỉnh dậy vừa hét lớn, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi bên cạnh, lo tới nỗi phát khóc. Lâm à, anh không sao chứ? Tử Lâm điều chỉnh lại hô hấp, hắn nhìn Hàn Dĩ Xuyến khóc tới sưng mắt bên cạnh, liền đưa tay gỡ ống thở dưới mũi và gọi. Dĩ Xuyến, là em thật sao?
Hàn Dĩ Xuyến chủ động nắm lấy tay của hắn, nghẹn ngào gật đầu liên tục. Lâm à, là em đây, anh không sao chứ? Tử Lâm muốn ngồi dậy, Hàn Dĩ Xuyến nhìn lén qua bác sĩ đang đứng cách đó không xa. Thấy ông ta gật đầu, cô mới giúp Tử Lâm ngồi dậy rồi nâng giường lên. Bác sĩ nhìn qua Tử Lâm một lượt rồi mới yên tâm cùng y tá rời khỏi phòng. Hàn Dĩ Xuyến giúp cho Tử Lâm điều chỉnh lại gối sau lưng rồi ngồi dậy. Hai tay vẫn cầm chặt tay của hắn, đôi mắt ngập tràn nước mắt ngước nhìn hắn. Lâm à, cảm ơn anh đã tỉnh lại rồi. Tử Lâm đưa tay còn lại lên lau nước mắt cho cô, giọng khàn khàn nói. Dĩ Xuyến à, đừng sợ. Hàn Dĩ Xuyến vừa cười vừa lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Em đâu có khóc chứ? Tử Lâm nhìn cô, nở nụ cười thê lương. Hắn hơi cúi người xuống, kéo cô vào trong lòng ngực ấm áp. Hai tay vòng qua sau lưng của cô, ôm chặt, mặt vùi vào hõm cổ của cô, thì thầm mà nói. Dĩ Xuyến à, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội nữa có được hay không? Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười trong nước mắt, không một chút do dự mà vòng tay ôm lấy lưng của Tử Lâm. Cô nghẹn ngào nói. Em sẽ bỏ qua hết tất cả những chuyện của 6 năm trước, cả chuyện anh liều mình làm phẫu thuật cho Tiểu Hiên. Em sẽ tha thứ tất cả. Hai tuần qua cô sống như ở trong địa ngục, sợ hãi cứ bao vây lấy cô. Cô chẳng dám ngủ một giấc nào yên ổn, sợ sau khi mở mắt ra thì người mà cô yêu nhất sẽ mãi mãi rời bỏ cô. Cô đã mất hắn 6 năm nay, không thể để mất hắn thêm một lần nữa. Tử Lâm xúc động ôm chặt cô hơn, vừa hôn lên tóc của cô, vừa hít hà lấy mùi hương trên cơ thể của cô. Hắn cúi đầu xuống, một tay nâng lấy quai hàm của mặt cô. Môi bạc từ từ áp xuống, môi anh đào hồng thuận, triền miên mà dây dưa. Cô thực sự đã chịu tha thứ cho hắn hay sao? Thực sự đã chạy quay về bên cạnh hắn? Hắn nhất định sẽ đền bù tất cả cho cô những gì tốt đẹp nhất, sẽ không phải để cho cô khóc một lần nào nữa. Hàn Dĩ Xuyến cũng ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của hắn, nhiệt tình mà đáp lại nụ hôn của hắn. Nụ hôn thật lâu mới kết thúc, hai người lưu luyến rời khỏi môi của đối phương. Bàn tay của Tử Lâm vẫn đặt trên má của Hàn Dĩ Xuyến, dùng ánh mắt đầy nhu tình nhìn cô, giọng khàn khàn nói. Dĩ Xuyến, anh yêu em. Hàn Dĩ Xuyến ngước đôi mắt long lanh, đầy nước nhìn hắn, nụ cười đầy hạnh phúc và mỹ mãn. Cô nhỏ giọng gọi. Lâm à. Bàn tay đang đặt trên má của cô dần dần chuyển qua sau gáy, đẩy nhẹ để môi của cô áp vào môi của hắn lần nữa, tiếp tục một nụ hôn thật dài. Nước mắt vẫn lăn dài trên má của Hàn Dĩ Xuyến. Cô rất sợ đây là mơ, cô sợ mình bị ảo giác, sợ chỉ một giây sau Tử Lâm sẽ nằm bất động ở trên giường. Cô ôm chặt hơn, hôn thật sâu để tin rằng đây hoàn toàn là sự thật. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt. Bàn tay của Tử Lâm dần dần luồn vào trong áo của Hàn Dĩ Xuyến. Ngón tay như rắn nước bắt đầu thám hiểm lặn da trắng nõn mịn màng sau lưng của cô, di chuyển lên khóa áo ngực. Hàn Dĩ Xuyến lúng túng đẩy hắn ra, cô ngượng ngùng nói. Anh vừa mới tỉnh lại, mau nằm ngủ đi. Cô vừa nói vừa định đứng lên, nhưng Tử Lâm đã nhanh tay hơn, kéo cô ngã xuống giường, chính xác rơi vào trong vòng ngực rắn chắc của hắn. Không phải em nói, thường anh rất khỏe mạnh hay sao? Vừa nói hắn vừa vén tóc của cô, thì thầm vào bên tai của cô, trên môi treo một nụ cười tà mị. Hàn Dĩ Xuyến vừa ngượng vừa kinh ngạc, không thể tin nổi mà ngước mắt lên nhìn hắn. Anh đã nghe thấy hết. Tử Lâm vừa cười vừa vén tóc nhìn cô. Anh đừng ngủ thêm, nhưng mà em buồn ảo quá, cho nên anh đành phải dậy thôi. Hàn Dĩ Xuyến thấy hắn không có ý định chọc cô nữa, mà đang nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng câu nói của hắn lại khiến cô hơi tức giận. Anh dám sao? Anh mà không sớm tỉnh lại, em sẽ trở về New York ngay đây. Tử Lâm kéo cô ngồi ngay ngắn lại, vừa ôm cô vừa nói. Em cứ thử xem, anh sẽ tìm được em trong vòng một tiếng. Hàn Dĩ Xuyến ngay lập tức quay đầu nhìn hắn theo phản xạ mà hỏi. Anh định làm gì chứ? Chụt một cái, Tử Lâm nhanh chóng đặt xuống môi cô một nụ hôn rồi cười nói. 6 năm qua anh không tìm em là vì đã quyết định buông tay. Nhưng bây giờ anh sẽ không làm như vậy nữa. Buông tay em và phải sống không có em, một lần như vậy là quá đủ rồi. Tim của Hàn Dĩ Xuyến đập loạn theo từng nhịp câu nói, nước mắt vì hạnh phúc mà tuôn rơi. Tử Lâm vừa nói vừa xoay người của cô lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má của cô, dịu dàng mà nói. Dĩ Xuyến à, mắt của em không tốt, không nên khóc. Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười nhìn hắn và nói. Lâm à, em xin lỗi. Nói xong liền nhào vào trong ngực của Tử Lâm, vòng tay qua lưng của hắn rồi ôm thật chặt. Tử Lâm đang cười nhưng trong tim lại khóc. Khóc bởi vì quá xúc động, khóc vì quá hạnh phúc, khóc vì cảm giác tội lỗi. Hắn ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng của cô, còn hôn rất lâu trên đỉnh đầu của cô nữa. 6 năm xa cách,
6 năm phải sống trong thù hận, đau khổ, giàn vặt. Bây giờ đã có thể hưởng thụ được vị ngọt của hạnh phúc, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt, cho dù sau này có gian nan hay tàn khốc hơn nữa. Sau khi Tử Lâm tỉnh lại, Hàn Dĩ Xuyến đã gọi điện báo với Thuyên An, mẹ Hàn và Ninh Diệp, chờ họ chăm Tiểu Hiên vài ngày nữa. Tử Lâm đang đọc văn kiện và gọi điện thoại dặn dò công việc, thì liền bị Hàn Dĩ Xuyến giận lấy điện thoại, đưa điện thoại của cô cho hắn, giận dỗi nói: "Tiểu Hiên tìm anh này." Tử Lâm liền quên ngay công việc trên tay, cầm điện thoại nói chuyện với Tiểu Hiên. Những ngày qua, Hàn Dĩ Xuyến đều để hắn nói chuyện điện thoại với Tiểu Hiên, đề phòng hắn lại bắt đầu làm việc ở trên giường bệnh. Hàn Dĩ Xuyến vừa bóp chân cho hắn, vừa nghe hắn nói chuyện cùng với Tiểu Hiên. Thỉnh thoảng cô lại nhìn thấy nụ cười trên môi của hắn, cô bất giác lại cười theo. Cuộc gọi vừa kết thúc thì Tử Lâm liền cầm văn kiện lên. "Lâm à, anh có tin em bẻ gãy chân của anh hay không hả?" Tử Lâm nhìn Hàn Dĩ Xuyến tới ngây ngốc, rồi lại nghe cô mắng tiếp: "Em trốn việc tới đây ở với anh, chẳng nhẽ anh không thể để công việc qua một bên hay sao? Rốt cuộc thì em quan trọng hay là công việc quan trọng đây chứ?" Tử Lâm buồn cười nhìn cô, giận tới nỗi đỏ cả mặt, liền đem đống văn kiện ở trên bàn đặt nhích sang một bên, để lại một vị ghế trống, rồi vỗ vỗ lên đó, thấp giọng mà nói: "Lại đây." Hàn Dĩ Xuyến hậm hực trừng mắt nhìn hắn, ăn nói cộc lốc: "Không qua, em đâu phải là thú cưng chứ, bảo đến là phải đến hay sao?" Hàn Dĩ Xuyến có cảm giác thế giới trước mặt đang cay cuồng, chỉ trong chớp mắt cô đã bị Tử Lâm ôm chặt ở trên giường. Cô vì quá hoảng loạn cho nên đã vô tình đè mạnh vào cổ tay của Tử Lâm. Lúc đó cô mới ý thức được, liền cầm tay của hắn lên, cuống quýt mà hỏi: "Có đau lắm không? Em xin lỗi." Cô vừa xoa cổ tay cho hắn, vừa sốt ruột hỏi. Đột nhiên cô lại để ý tới vết sẹo trên mu bàn tay của hắn. Cô thất thần nhìn nó rất lâu, đó chính là vết sẹo do cô cắn hắn vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Cô vô thức lại hỏi: "Lâm à, đau lắm phải không?" Tử Lâm vừa cười vừa nhìn cô. Hắn thấy cô đang xoa xoa vết sẹo trên mu bàn tay, liền vỗ về nói: "Không đau, chỉ là mỗi khi nhìn thấy nó lại khiến anh nhớ em hơn." Hàn Dĩ Xuyến ngước mắt lên nhìn hắn rồi hỏi: "Thật không?" Tử Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà gật đầu. Hàn Dĩ Xuyến lại hỏi: "Còn ở đâu nữa? Ở đâu khiến cho anh nhìn vào sẽ nhớ em?" Tử Lâm nghe cô hỏi vậy liền nổi lên hứng thú, nói ghẹo: "Cổ tay." Hàn Dĩ Xuyến nhìn xuống thì biết hắn đang nói về chiếc vòng tay. Cô lại đợi hắn nói tiếp: "Môi." Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu xấu hổ nhưng vẫn nghe hắn nói tiếp. Ý cười trên môi của Tử Lâm càng lúc càng đậm. Hắn nói bằng giọng trêu đùa: "Vai, lưng, thắt lưng và còn cả bên dưới nữa." Những chỗ mà hắn nói tới đều gợi tới những chuyện ân ái giữa hai người, khiến cho Hàn Dĩ Xuyến ngượng chín mặt. Cô muốn trốn thoát thế nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Giọng nói của hắn chứa đầy sắc dục vang lên bên tai của cô: "Dĩ Xuyến, anh muốn biết thật ra anh mạnh tới mức nào theo cảm nhận của em." Hàn Dĩ Xuyến xấu hổ không dám nhìn hắn, cô lý nhí trả lời: "Em không có ý nói tới chuyện đó." Tử Lâm lại ghé sát tai của cô mà nói, nụ cười đầy mờ ám: "Chuyện gì cơ, anh có nói gì hay sao?" Hàn Dĩ Xuyến xấu hổ tới nỗi sắp cắn phải đầu lưỡi, dứt khoát mà đẩy hắn ra đứng lên. Cả quá trình đều không dám xoay người lại, hắn cứ thế mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nụ cười trên môi của Tử Lâm cũng không hề tắt đi, ánh mắt nhìn cô chứa đầy nhu tình. Tử Lâm ngồi im lặng ở trên giường, đầu và lưng đều tựa vào đầu giường, hai mắt nhắm lại, hình như hắn đang rất bứt rứt. Hàn Dĩ Xuyến đi tới một khay thức ăn và đặt xuống bàn. "Lâm, ăn cơm thôi." Tử Lâm vẫn không chịu quay đầu lại. Một tuần qua, tối nào Hàn Dĩ Xuyến cũng thấy hắn ngủ rất ngon, chẳng nhẽ là do cô nằm bên cạnh. Vì ngủ đầy đủ cho nên mới có sức để tuyệt thực hay sao chứ? Tên đàn ông đáng ghét này còn dám giận dỗi với cô nữa. Hàn Dĩ Xuyến gật gật đầu rồi nói: "Anh mà không muốn ăn thì em cũng không ép, anh cứ như vậy đi nha." Nói xong cô bực mình xoay người đi. Tử Lâm ở phía sau bắt đầu kéo chăn ra, định bước xuống giường. "Anh phải xuất viện." Hàn Dĩ Xuyến tức tới nỗi muốn đấm vào mặt của hắn ngay lập tức, xoay phát người lại và hét lên: "Sao anh không chịu nghe lời vậy chứ? Anh cứ đâm đầu vào công việc như vậy, không thèm chú ý tới sức khỏe. Nếu nhanh đổ bệnh lần nữa thì phải làm sao đây? Nghĩ tới cảnh anh bị ôm 6 năm trước mà em không thể tha thứ cho bản thân đây này." Cô vừa hét vừa khóc lóc như một đứa trẻ. Tử Lâm hoảng loạn bước tới gần cô, vội ôm cô mà dỗ dành: được rồi, Dĩ Xuyến à, đừng khóc, anh sẽ không xuất viện nữa." Hắn sợ nước mắt của cô, sợ tiếng khóc của cô, sợ cô sẽ ảnh hưởng tới mắt, mà cô khóc luôn luôn khiến cho tim của hắn đau nhói. Không biết có phải là từ 6 năm trước hay không, nhưng hắn không muốn thấy cô khóc, lại càng không cho phép cô khóc sau lưng của hắn.
Hàn Dĩ Xuyến xách một túi trái cây đi tới phòng bệnh của Tử Lâm. Hai tên thuộc hạ đứng canh ở bên ngoài, nhìn thấy cô, liền cúi chào rồi mở cửa cho cô. Vừa bước vào phòng bệnh, cô đã muốn đập ngay túi trái cây vào mặt của Tử Lâm. Cô bực bội đi tới mà nói: Lâm à, anh xem, anh là trẻ con hay sao chứ? Chỉ cần dỗ dành vài câu là lại trốn em xuất viện. Vừa nói, cô vừa ném túi trái cây lên bàn, tức giận nhìn Tử Lâm. Tử Lâm đã thay một bộ tây trang chỉnh tề, đang định mặc áo khoác vào, nhưng vì cô về quá sớm cho nên hơi bị bất ngờ, tạm thời cầm chiếc áo khoác trên tay, lựa lời mà giải thích với cô. Dĩ Xuyến à, anh thực sự là không sao nữa rồi mà, anh không cần phải nằm viện nữa. Thấy Hàn Dĩ Xuyến kiên quyết như vậy, Triết Liệt nãy giờ đứng bên cạnh mới lên tiếng: Cô Hàn à, tổ chức xảy ra chuyện rất lớn, Tử Lâm tiên sinh phải đi ngay mới được. Hàn Dĩ Xuyến trừng mắt với cả Triết Liệt, không vui mà nói: Anh giải quyết là được mà, sao phải lôi anh ấy đi chứ? Triết Liệt chưa biết phải nói gì thì Tử Lâm đã lạnh lùng ra lệnh: Cậu ra ngoài trước đi. Triết Liệt vâng lệnh rồi cung kính cúi chào đi ra khỏi phòng bệnh. Hàn Dĩ Xuyến vẫn đứng chắn trước mặt của Tử Lâm, nhất quyết không để cho hắn đi. Tử Lâm cầm tay của cô lên, ôn nhu mà nói: Dĩ Xuyến à, anh đã khỏe rồi, nằm trong này anh cực kỳ khó chịu đấy. Hàn Dĩ Xuyến lắc đầu và nói: Em không tin, còn 3 ngày nữa anh mới có thể ra viện. Tử Lâm bước lại gần cô, vòng tay ra phía sau ôm lấy cô, tay vẫn còn đặt trên cằm của cô, trêu chọc nói: Vậy còn muốn biết anh khỏe như thế nào hay không thì thử đi. Hàn Dĩ Xuyến vừa ngượng vừa tức, lắp bắp không thành lời: Em không đùa đâu, anh không thể xuất viện bây giờ được. Tử Lâm nhẹ nhàng nâng môi của cô lên, hôn vào môi của cô một cái rồi nghiêm túc nói: Dĩ Xuyến à, anh là ông chủ, không thể cứ để Triết Liệt xử lý hết mọi chuyện được, em hiểu chứ? Hàn Dĩ Xuyến cắn cắn môi nhìn hắn, cô cẩn thận phân tích lời nói của hắn. Hắn có sức thuyết phục rất cao, do dự một lúc cô mới hỏi: Anh thực sự không sao chứ? Tử Lâm vén tóc trước trán của cô, cười cười gật đầu. Hàn Dĩ Xuyến lại tiếp tục suy nghĩ, hít sâu một hơi, cô đưa ra quyết định: Được rồi, anh có thể đi. Tử Lâm cười dịu dàng, tay giữ sau gáy của cô, hôn nhẹ lên trán của cô, rồi nói: Anh sẽ về sớm. Hai người lưu luyến buông nhau ra. Tử Lâm nhìn Hàn Dĩ Xuyến rất lâu rồi mới xoay người rời đi. Hàn Dĩ Xuyến nhìn hắn sắp đi ra khỏi phòng thì vội vã chạy theo, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, cô thì thầm bên tai của hắn: Đừng có để bị thương. Tử Lâm nhẹ nhàng nâng khóe miệng, cảm giác có một dòng nước ấm chảy qua tim, hắn thấp giọng nói: Anh sẽ nguyên vẹn trở về. Tòa nhà hội nghị của BAM tại Thượng Hải, ngồi ở dãy ghế phía sau, Tử Lâm cầm trên tay một con dao bấm, mở ra rồi đóng lại như một trò tiêu khiển. Gương mặt của hắn lạnh lùng tàn khốc, khác với một trời một vực với gương mặt ôn nhu lúc ở bệnh viện. Triết Liệt ngồi ở vị trí phó lái, báo cáo tình hình của BAM. Tử tiên sinh, 2 tuần này, người của chúng ta liên tục bị tấn công tại Bắc Phi. Địa bàn ở Bắc Phi của BAM càng ngày càng bị thu hẹp. Tử Lâm thu con dao và lạnh lùng hỏi: Bị tấn công từ hướng nào chứ? Triết Liệt vừa xem mấy bản đồ định vị trên tablet rồi trả lời: Chúng đã cài người vào trong đội của chúng ta, bị tiêu diệt trên trung tâm, ra tới biên giới. Số lượng anh em còn lại có thể giữ được mạng nếu như chúng ta bỏ địa bàn Bắc Phi. Tử Lâm nhếch môi cười lạnh, giọng nói cực kỳ nham hiểm: Là kẻ nào chứ? Triết Liệt thở dài rồi trả lời: Là Lão Tam. Tử Lâm cười lạnh, thở ơ nói một câu: Rút lui. Triết Liệt không hiểu nổi nhưng vẫn gật đầu nhận lệnh. Nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy Tử Lâm đã nằm dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, cho nên cậu ta biết ý mà im lặng. Tử Lâm tuy đang rất nằm yên tĩnh nhưng không ngừng suy tính mọi chuyện. Lão Tam lại dám tấn công BAM thì chắc chắn là có kẻ đứng sau, mà kẻ đó không phải ai khác, chính là Hắc Long. Như vậy thì Hắc Long đã tới Thượng Hải, xem ra ông ta lại muốn cùng với Tử Lâm cắn nhau tới một sống một chết. Nghĩ tới đây, Tử Lâm không khỏi khinh bỉ ở trong lòng. Xe lại tiếp tục tiến vào bên trong. Xe dừng tại trước cửa lớn của tòa hội nghị. Tòa nhà cao lớn lấy màu vàng kim làm chủ đạo, mang phong cách châu Âu tân cổ điển. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà như một tẩm cung của các vị lãnh chúa thời Trung Cổ. Triết Liệt bước xuống xe, rồi vòng ra phía sau, mở cửa cho Tử Lâm. Hai người trên 2 chiếc xe thương vụ phía sau cũng lần lượt bước xuống và đi theo Tử Lâm. Bọn họ vừa bước lên bậc thì đã có 2 tên thuộc hạ mở cửa rồi cúi chào: Tử tiên sinh. Tử Lâm bỏ qua những nghi thức chào hỏi đó, đi thẳng vào bên trong. Triết Liệt vừa bước theo sau, vừa ra tay ám hiệu cho đám thuộc hạ ngẩng đầu lên. Bước chân của những người đàn ông vang lên chậm rãi mà dứt khoát. Trước mặt của họ hiện giờ là một cánh cửa lớn màu trắng. Bọn họ vừa đi tới thì 2 tên thuộc hạ đứng ở bên cửa liền mở cửa ra cung kính cúi chào: Tử tiên sinh.
Tử Lâm cũng lạnh lùng đi qua mà không nói lời nào. Triết Liệt lại đưa tay ra hiệu cho bọn họ. Tử Lâm và những người phía sau cuối cùng cũng đã tới được phòng hội nghị. Cửa phòng hội nghị được mở ra thì những người đang ngồi bên trong liền đứng lên cung kính chào hỏi. Từ tiên sinh, ngài đã tới. Tử Lâm đi tới vị trí chủ tọa rồi ngồi xuống. Những người phía sau cũng lần lượt ngồi vào vị trí. Một người đàn ông có mái tóc hoa râm, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Từ tiên sinh, chúng ta không thể cứ như vậy mà nhượng lại địa bàn cho bọn họ. Tử Lâm lại đùa con dao trên tay, lạnh nhạt nghe tất cả thành viên của BAM đưa ra ý kiến. Đợi người đàn ông đó nói xong, hắn thở ơ đáp. Ông xem thường tính mạng của các em như vậy hay sao? Người đàn ông đó miễn cưỡng mà im lặng. Tử Lâm liếc nhìn một loạt người có mặt ở đây, rồi lạnh đụng nói. Rút lui. Cả phòng hội nghị ai cũng khó hiểu về cách thích xử lý này của Tử Lâm, nhưng chẳng ai dám nói gì, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Địa bàn ở Bắc Phi, BAM đã phải đổ rất nhiều máu mới có thể giành được, vậy mà Tử Lâm lại đồng ý nhượng lại. Ngay cả người thân tín nhất bên cạnh Tử Lâm còn không hiểu nổi cách làm này của hắn, nói chi tới những người khác. Tử Lâm xoay xoay con dao trên tay, bấm lưỡi dao ra, đâm mạnh xuống bàn, làm cho những người ở trong phòng hội nghị nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại. Tử Lâm nhìn qua một lượt những người đó, rồi lạnh lùng hỏi. Không còn gì để báo cáo. Một người đàn ông trung niên khác, trước một màn hỗn độn trước mặt, rồi cung kính nói với Tử Lâm. Tử tiên sinh, theo mật báo của chúng ta, tại đảo Sủng Minh, thì Hắc Long đã tới Thượng Hải. Tử Lâm gật đầu hài lòng, nhếch môi đắc ý. Quả nhiên, hắn đoán không sai. Hắc Long, nếu như hắn đã tới, sẽ biến cho ông ta thành con thuồng luộng chết. Nghe tin tức này, những người khác đều tập trung theo dõi. Triết Liệt lại bắt đầu báo cáo tiếp. Tử tiên sinh, Hắc Long bang liên tục mở rộng địa bàn tại Nam Á, và lực lượng này càng ngày càng đông. Hắc Long tới Thượng Hải lần này, chắc chắn sẽ cùng với BAM giành được mảnh đất. Tử Lâm cười nhạt, trong lòng hắn biết rõ, Hắc Long không chỉ có mối thù với BAM, mà còn là mối thù riêng với hắn. Rút con dao ra khỏi bàn, Tử Lâm nhàn nhạt ra lệnh. 3 ngày sau, tập trung lực lượng khắp biên giới Bắc Phi, đánh vào bên trong. Tất cả những người trong phòng đều kinh ngạc tới chố mắt. Triết Liệt cười cười, cậu ta đã hiểu. Lão Tam tấn công BAM bằng cách cài người vào trung tâm rồi đánh từ trong ra ngoài. Với cách đánh này thì người của BAM có chết nhưng cũng có sống, khả năng rút lui vẫn còn. Vì vậy mà Tử Lâm không ngốc tới mức cho tiêu hao lực lượng còn lại kia. Mặt khác, để cho người của Lão Tam mất đề phòng, 3 ngày sau tấn công từ ngoài vào trong. Với cách đánh này thì người của Lão Tam sẽ chỉ còn lại một đống xác, thực sự là tàn nhẫn hơn rất nhiều. Quả nhiên là Tử Lâm. Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Hàn Dĩ Xuyến không tới công ty, chỉ gọi điện dặn dò Tiểu Hiên vài câu rồi tới thẳng đại thư. Nhưng cô lại không vào thẳng mà lại tới một ghế đá công cộng gần đó ngồi đợi chờ Tử Lâm. Cô rất lo, không biết hắn có xảy ra chuyện gì hay không, gọi điện thoại cho hắn cũng không được, cho nên cô chỉ có thể ngồi đợi hắn như vậy. 6 năm trước, ngồi đợi Tử Lâm đã trở thành thói quen của cô. Nhưng 6 năm trước, cô luôn ở Đài Song Khê đợi hắn. Còn bây giờ, ngay cả một chỗ để đợi hắn cô cũng không có. Đúng hơn là ngay cả thân phận để ở bên cạnh hắn là gì cũng không có. Tình nhân sao? Không phải. Vợ sao? Đã không phải từ 6 năm trước rồi. Mẹ của con hắn nghe quá khôi hài. Hàn Dĩ Xuyến thở dài một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn những tán ngô đồng trên đỉnh đầu, nhìn từng chiếc lá rơi xuống vị gió. Cô giơ chân đá nhẹ vào chúng rồi lại rút chân về, liên tục nhiều lần. Từ xa, một chiếc Lamborghini đang dần tới cổng đại từ đột nhiên dừng lại. Triết Liệt tay đang cầm lái đã sớm nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến ngồi ở phía trước không xa. Cậu ta vội nói với Tử Lâm đang ngồi ở phía sau. Tử tiên sinh, là cô Hàn. Tử Lâm vội đặt tập văn kiện sang một bên, đồng thời nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi dưới tán cây ngô đồng. Hình như cô đang rất buồn chồn bất an. Không cần suy nghĩ, hắn tự mở cửa và đi xuống, bước nhanh về phía cô. Triết Liệt mở to mắt nhìn, tưởng tượng như mình vừa gặp người ngoài hành tinh. Mà Hàn Dĩ Xuyến cũng vừa đúng lúc quay đầu nhìn sang. Vừa thấy Tử Lâm đang đi tới, cô liền đứng dậy, tươi cười chạy về phía hắn, giọng thánh thót gọi. Lâm! Tử Lâm cười nhẹ, nhìn cô đầy âu yếm, giang tay đón cô nhào vào lồng ngực của mình, ôm chặt và cúi đầu hôn lên tóc của cô, thì thầm nói. Đợi đâu chưa? Hàn Dĩ Xuyến cười rất tươi, lắc lắc đầu, hai tay ôm hắn chặt hơn. Không lâu một chút nào cả. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội kéo Tử Lâm ra, sờ sờ khắp người của hắn, không có bỏ sót chỗ nào. Vừa sờ vừa nhìn khắp ngực, vai, cổ tay. Anh không có bị thương chỗ nào đấy chứ? Tử Lâm nhìn hành động này của cô, vừa ấm áp vừa buồn cười, liền trêu chọc. Còn phía dưới em chưa kiểm tra. Hàn Dĩ Xuyến đỏ mặt, rụt tay về. Cô vờ vén lại tóc, lườm hắn mà nói. Em không có đùa đâu đấy.
Từ Lâm cố nhịn cười, kéo cô trở lại lồng ngực, vỗ nhẹ lên lưng của cô. Anh không sao cả, nếu như không tin, em có thể lột vỏ ra xem. Hàn Dĩ Xuyến tức giận, véo mạnh vào bả vai của Từ Lâm, khiến cho hắn rên lên nhẹ nhàng. Cô hậm hực nói, Lâm à, anh đừng có mà trêu em mãi như vậy chứ, em lo tới phát điên rồi đây này. Từ Lâm sợ sẽ chọc cho cô khóc, cho nên nhanh chóng dỗ dành, rồi lại lo lắng hỏi, sao không vào bên trong đợi anh chứ? Hàn Dĩ Xuyến lắc lắc đầu, ủ rũ nói, mọi người sẽ bàn ra tán vào đây, em có gọi điện thoại cho anh nhưng mà anh không bắt máy. Lồng ngực của Từ Lâm ê ẩm khó chịu, không phải là hắn không muốn nghe điện thoại của cô, mà tại hắn đã tắt máy. Thành viên của BAM, kể cả Từ Lâm khi vào vòng họp hội nghị, đều không được mở điện thoại, đó chính là quy tắc cơ bản. Vuốt vuốt mái tóc xoăn nhẹ của cô, hắn ân cần giải thích. Là quy tắc của tổ chức, cho nên anh phải tắt máy. Hàn Dĩ Xuyến hiểu, gật gật đầu, xong cô lại hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Từ Lâm không muốn cô lo lắng, cho nên chỉ nói qua loa. Đã giải quyết xong rồi. Hai người đang ôm nhau thắm thiết, thì Triết Liệt đột nhiên chạy tới. Thấy một màn trước mặt, cậu ta vội quay đầu sang một bên, rồi nói, Từ tiên sinh, sắp muộn rồi ạ. Từ Lâm lưu luyến buông người đẹp trong ngực ra, vội chậm thấp nói, anh phải vào rồi, tôi anh sẽ tới chỗ của em và Tiểu Hiền. Hàn Dĩ Xuyến thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cô vẫy tay tạm biệt. Buổi tối tới thật nhanh, Tiểu Hiền đã sớm được Hàn Dĩ Xuyến tắm rửa xong xuôi và thay một bộ quần áo đẹp mà cô tự thiết kế. Ngoài sân đột nhiên sáng chói cả lên, một chiếc Lamborghini dừng lại trong sân và Từ Lâm nhanh chóng bước xuống, trên tay của hắn xách một chiếc túi giấy. Tiểu Hiền tươi cười hớn hở chạy ra, giọng nhí nhảnh gọi, "A, à, ba tới rồi, ba." Từ Lâm vui vẻ cúi xuống, bế con gái lên, hôn vào má của cô bé, rồi lại được cô bé hôn trả lại. Hắn vừa đi vừa véo nhẹ vào má của con. "Tiểu Hiền, có nhớ ba hay không?" Tiểu Hiền cười cười rồi gật đầu, "Có ạ. À, sao bây giờ ba mới tới chứ? Có phải là ba bận kiếm tiền nuôi Tiểu Hiền hay không?" Từ Lâm cười cười gật đầu, rồi đưa chiếc túi trên tay cho con gái. Quà cho con này. Tiểu Hiền thích thú, đưa hai tay ra nhận lấy, rồi cúi đầu cảm ơn. Hai cha con tới gần Hàn Dĩ Xuyến, Từ Lâm nhìn cô và cười. Sao vậy chứ? Hàn Dĩ Xuyến xẻ bàn tay ra trước mặt của hắn, nghiêm túc hỏi. Vậy, quà của em đâu? Từ Lâm bật cười ở trong bụng, nhưng lại tỏ ra nghiêm túc. Không có, bây giờ em đang ghen với cả con hay sao chứ? Nói xong, hắn cười cười với Tiểu Hiền, rồi đi vào trong nhà. Hàn Dĩ Xuyến phồng má nhịn theo, giẫm chân vài cái rồi bước theo. Bữa cơm đầu tiên, Tiểu Hiền và Hàn Dĩ Xuyến đã vội cắt bỏ lòng trắng trứng để vào trong bát của Từ Lâm. Đĩa trứng ở trên bàn đã sớm bị hai mẹ con mổ sạch. Mặt mũi của Từ Lâm đen sì như hun khói, hắn không thể tin nổi mà nhìn hai mẹ con trước mặt. Dĩ Xuyến, em đang làm cái gì đấy? Hàn Dĩ Xuyến vừa gắp rau ăn vừa nói, nhường cho anh ăn để anh mau khỏe đấy, đúng không Tiểu Hiền? Cô vừa nói vừa lườm hắn, rồi quay sang tươi cười hỏi con gái. Tiểu Hiền tiếp tục cắt trứng và đưa cho Từ Lâm. Ba ơi, Tiểu Hiền thương ba nhất, cho nên cho ba ăn nhiều này. Hàn Dĩ Xuyến cố gắng nín cười rồi gật gật đầu. Cô nghiến răng nghiến lợi nói với Từ Lâm, bây giờ ai mới là người ghen với con đây? Anh ăn nhiều vào để khỏe hơn nha. Từ Lâm cười nhẹ, hắn nhìn cô nói nhỏ đầy ẩn ý, anh khỏe hay là không khỏe, em phải là người rõ nhất chứ. Hàn Dĩ Xuyến cượng tới nỗi chín mặt, nhưng vẫn mạnh dạn nói, cũng đã 6 năm rồi, không chừng anh đã suy giảm khả năng rồi đấy. Trên đầu của Từ Lâm hiện ra ba vạch đen, nhưng rất nhanh đã liền khôi phục lại dáng vẻ yêu nghiệt của mình, nhếch môi cười nói, vậy thì tối nay xem thử như thế nào. Hàn Dĩ Xuyến luống cuống đặt đũa xuống rồi ngắt lời của hắn, anh nói linh tinh cái gì trước mặt của con đấy hả? Vừa nói cô vừa nhìn sang Tiểu Hiền đang bóc tôm ở bên cạnh, thấy con vẫn chưa chú ý, cho nên cô cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên và bóc tôm giúp con bé. Từ Lâm nhìn một cảnh trước mặt, cười cười rồi hài lòng ăn cơm. Cả văn phòng của OI từ sáng tới trưa đã bắt đầu bàn luận xôn xao. Cô Hàn và Tổng Giám đốc Đại Tư đã từng kết hôn rồi lại ly hôn vào 6 năm trước đấy. Có đáng tin hay không chứ? Tôi thấy cô Hàn không ưng gì anh ta cơ mà. Vậy thì càng đúng rồi, nếu như không có gì với nhau, tại sao phải xem người ta như kẻ thù từ kiếp trước chứ? Vậy là những dấu vết mờ ám trước kia là của Từ tiên sinh hay sao? Ôi trời ơi, thật không ngờ đấy. Nhưng mà không phải họ đã ly hôn rồi hay sao chứ? Không đâu, hình như là đang quay lại đấy. Con người nhìn thấy họ ôm nhau ở trước cổng Đại Tư. Nếu như thực sự họ quay lại, thì không phải cô Hàn sẽ trở thành phu nhân của Tổng Giám đốc hay sao? Chúng ta cũng được hưởng phúc lây. Mà khoan khoan,
Nếu vậy, không lẽ con gái của cô Hàn chính là con của Tử tiên sinh? Cái gì chứ? Thiên kim tiểu thư của đại tư. Bốp bốp bốp, Khải Đình không biết đã xuất hiện từ khi nào, cầm một tập tài liệu ở trên bàn, đập lên từng đầu của nhân viên, khiến cho tất cả đều quay lại nhìn. Ôi, Khải Đình, cô làm gì vậy chứ? Muốn đánh chết người hay sao? Khải Đình ôm tài liệu vào trong ngực, rồi nhìn đám nhân viên đó, trẻ môi nói. Suốt ngày bàn luận các vấn đề của người khác, tại sao không lo làm việc đi chứ? Tôi mà đánh chết được các cô, thì cũng đánh chết từ lâu rồi. Cả đám nhân viên lần lượt về hết chỗ, Khải Đình lườm họ một cái, rồi đi thẳng vào phòng làm việc của Hàn Dĩ Xuyến. Đứng trước bàn làm việc của Hàn Dĩ Xuyến, chờ cô ký duyệt các loại giấy tờ, Khải Đình nhận lại tài liệu, rồi do dự muốn hỏi. Cô Hàn. Hàn Dĩ Xuyến kinh ngạc, ngước nhìn Khải Đình rồi hỏi. Có chuyện gì sao? Khải Đình cứ ầm ầm ờ mà không biết phải hỏi như thế nào. Thật ra thì cô cũng đã nghe thoáng qua tin đồn về mối quan hệ giữa Hàn Dĩ Xuyến và Tử Lâm. Tuy cô không thích mọi người đều lấy sếp của mình ra để bàn tán, nhưng dù như thế nào cô cũng không tránh khỏi tò mò. Cô Hàn, thật ra thì cô và Tử tiên sinh có quen biết có đúng hay không? Hàn Dĩ Xuyến chẳng lấy làm kinh ngạc mà thản nhiên trả lời. Chúng tôi đã từng ly hôn. Khải Đình vừa há hốc mồm nhưng ngay lập tức liền đưa tay bịt miệng chặt lại, mở to mắt nhìn Hàn Dĩ Xuyến. Hàn Dĩ Xuyến đan hai tay vào nhau, lạnh lùng mà hỏi. Có vấn đề gì hay sao? Khải Đình lắc đầu không ngừng, lắp bắp mà trả lời. Không, không ạ, cô Hàn, tôi xin phép. Hàn Dĩ Xuyến gật đầu một cái, nhưng khi Khải Đình vừa xoay người thì cô liền nói. Tôi không muốn trả lời những câu hỏi tương tự như vậy nữa, từ ngày khác đâu đấy, hy vọng cô nhớ đấy. Khải Đình đúng cuống gật đầu, rồi chạy vội ra khỏi phòng làm việc. Tại cao ốc đại tư, phòng làm việc của tổng giám đốc, căn phòng nặng mùi thuốc súng, hai người đàn ông đang đối kháng ngậm với nhau như hai con mãnh thú tranh giành lãnh thổ, đấu tới nỗi một chết một còn. Giấy tờ văn kiện đều bị ném đầy sàn, hai chân của Tự Lâm gác lên một góc bàn thủy tinh cạnh sofa, hắn biếng nhác dựa mình vào lưng ghế, ngón tay gãi gãi lên lông mày, thở ơ mà nói. Thích hưởng thụ chiếc ghế chủ tịch như vậy thì nên trân trọng những phút giây còn lại, sao cứ tới tìm tôi chứ? Tử Thiên Tần ngồi đối diện với hắn, gương mặt đã xám xịt tới khó coi. Hai tay của anh ta cuộn lại thành nắm đấm, gân xanh nổi đậy lên. Tử Lâm, mày đừng đắc ý quá sớm. Sớm muộn gì tao cũng sẽ đuổi mày ra khỏi đại tử. Tử Lâm nhoài người dậy, ngồi ngay ngắn lại. Hắn nhìn Tử Thiên Tần, nở một nụ cười khinh bỉ. Tôi rất chờ mong, muốn thử xem một thằng thiểu năng thì có thể làm gì chứ. Những gì mà Tử Thiên Tần đã gây cho hắn từ 6 năm trước, bây giờ hắn sẽ trả lại từ từ, từng chút một. Hắn đang dần dần nuốt hết cổ phần trong tay của Tử Thiên Tần. Thật ra thì những dự án mà Tử Thiên Tần triển khai đều thất bại liên tục, buộc anh ta phải dùng cổ phần của mình để chi trả phần thiệt hại. Tử Lâm đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội, gom hết cổ phần đó vào trong tay của mình. Hiện giờ tỷ lệ cổ phần giữa hắn và Tử Thiên Tần đã sấp xỉ tương đương nhau. Nếu như Tử Lâm tiếp tục lấy được lòng tin của các cổ đông khác, giành được nhiều hợp đồng lớn cũng như giúp đại tư thắng thầu thêm vài lần nữa, thì việc ngồi lên vị trí chủ tịch chỉ còn là vấn đề thời gian. Dầm một cái, Tử Thiên Tần tức giận đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tử Lâm, mày cũng đâu có ghê gớm gì chứ, chẳng qua chỉ là nhờ vận may thôi. 6 năm trước, tao tưởng chỉ cần đám phóng viên đó đưa tin mày giết chết con ruột của mày thì sẽ lập tức bị kéo xuống bùn, nhưng mà không ngờ mày lại thuận lợi thoát nạn như vậy. Quả nhiên, từng câu từng chữ mà Tử Thiên Tần nói ra như những tảng đá lớn lần lượt đè xuống lồng ngực của Tử Lâm, khiến cho hắn hít thở không thông. Quả nhiên, hắn đã đoán ra được vài phần. Khi phát hiện Tử Thiên Tần đặt máy nghe lén vào trong điện thoại của Mẫn Quan, thì chắc chắn anh ta đã biết được chuyện Hàn Dĩ Xuyến mang thai và bị ép phá thai như thế nào. Thế nên việc tung tin cho đám phóng viên thực sự là rất dễ dàng. Tử Lâm ơi là Tử Lâm, vậy mà trước đây hắn đã đem chuyện đám phóng viên xuất hiện trước phòng vụ khoa đổ hết lên người của Hàn Dĩ Xuyến, sỉ nhục cô đủ điều vì cô đã không tiếp thủ đoạn hèn hạ để được kết hôn với hắn. Hắn còn muốn dùng cả cuộc hôn nhân đó để giày vò hành hạ cô cả đời. Dĩ Xuyến của hắn chắc là cô đã chịu đựng rất nhiều ấm ức mà không thể nói ra. Tất cả đều xuất phát từ cái tên điên Tử Thiên Tần này. Bốp một cái, nhanh như tia chớp, Tử Lâm đã túm lấy cổ áo của Tử Thiên Tần, cùng với anh ta đứng lên, rồi giáng một đấm vào mặt của anh ta, khiến cho anh ta mặt phải nghiêng sang một bên, khóe miệng bị rách và chảy máu. Lợi dụng một người phụ nữ để có được những gì mình muốn, cậu nghĩ đó là hành động như thế nào chứ? Tử Thiên Tần vừa lau khóe miệng, vừa cười cợt. Nhưng đó không phải là người phụ nữ mày yêu hay sao? Để cho mày từ từ nếm trải cảm giác đau khổ khi bị người phụ nữ mình yêu phản bội. Cho nên tao đã cố tình tạo ra thật nhiều tình huống thân mật cùng với cô ấy, để cho mày hiểu lầm
càng lúc càng nhiều. Sao nào, thú vị chứ? Búp một cái. Tên xúc sinh. Tử Lâm vung nắm đấm lên vào mặt anh ta một lần nữa, gầm lên vì cơn thịnh nộ đang bùng phát. Lần này hắn còn ra tay nặng hơn, khiến cho Từ Thiên Tần ngã phịch xuống ghế sofa, còn gãy mất một chiếc răng. Không ngừng lại ở đó, hắn lại còn tiếp tục cúi xuống, xách cổ áo của anh ta lên, định tặng thêm một cú đấm. Hai đứa đang làm cái gì vậy hả? Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Từ Ngự Phong không biết từ đâu xuất hiện. Sau lưng của ông là Lisa đang sợ hãi, tôi lúng cuống tay chân. Từ Ngự Phong nhìn nắm đấm của Tử Lâm sắp giáng xuống mặt của Từ Thiên Tần, ông tức giận mà đi tới. Anh em mà suốt ngày cãi nhau, rồi đánh nhau trong công ty, người ngoài nhìn vào thì không phải trở thành trò cười rồi hay sao chứ? Nếu như không thể làm việc với nhau, thì một đứa mau gói hành lý về nhà cho ta. Tử Lâm bực tức thu lại nắm đấm, đẩy mạnh Từ Thiên Tần ra rồi đứng lên, chỉnh sửa quần áo lại lần nữa và bước chân ra khỏi bàn trà, lạnh lùng liếc nhìn Từ Ngự Phong một cái, rồi sải bước đi về phía cửa. Đi lướt qua mặt của ông, hoàn toàn xem ông là người dưng mà ra lệnh cho Lisa. Đuổi hết tất cả ra ngoài cho tôi. Lisa sợ hãi, chỉ biết cúi đầu. Tử Lâm dứt khoát bước đi. Vốn dĩ Tử Ngự Phong không hề xem hắn là con. Dù là 30 hay 20 năm trước, hay 6 năm trước, và kể cả bây giờ thì cũng chẳng khác gì. Năm hắn 20 tuổi, Tử Ngự Phong tới Ý đón hắn trở về Thượng Hải, giúp đại tử vượt qua cơn khủng hoảng, đang đứng trước bờ vực phá sản từ đó tới nay. Một tay hắn đã đưa đại tử vươn ra vị trí toàn cầu. Hay nói đúng hơn thì đại tử sớm đã không còn là của Từ Ngự Phong nữa, mà là của Tử Lâm hắn. Từ Ngự Phong nhìn con trai đang đi ra khỏi phòng làm việc, ông tức giận tới run rẩy, chỉ tay về phía Tử Lâm. Tiểu Lâm, con đứng mau lại cho ta. Tử Lâm bỏ ngoài tai những lời mà Từ Ngự Phong nói, dứt khoát bước đi. Hạn Dĩ Xuyến, hắn chỉ muốn gặp cô ngay bây giờ. Hôm nay Hạn Dĩ Xuyến chỉ làm nửa buổi rồi về nhà. Bây giờ trong nhà chỉ có mình cô, Tiểu Hiền đã được Thuyên An dẫn về nhà ba mẹ cô ấy chơi. Mẹ Hàn thì về thăm những người hàng xóm năm xưa. Hàn Dĩ Xuyến đang lau những lọ hoa trong nhà thì nghe tiếng động cơ xe ở bên ngoài. Một lúc sau lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô liền ngừng việc lại, chạy đi ra mở cửa. Lâm, sao anh lại... Cô hết sức kinh ngạc vì Từ Lâm lại xuất hiện ở đây. Nhưng cô chưa nói được hết câu thì đã bị hắn kéo vào lồng ngực ôm thật chặt. Một tay hắn đặt sau lưng của cô, tay còn lại thì giữ ở trên đỉnh đầu của cô mà vuốt ve. Mũi cũng đặt ngay tại đỉnh đầu của cô, môi bạc đã dán vào trán của cô, hôn thật nhẹ và sâu. Giọng của Từ Lâm trở nên lạc hẳn đi, thì thầm nói. Dĩ Xuyến, anh xin lỗi. Hàn Dĩ Xuyến cảm giác hắn hơi lạ, cho nên vội nhích người ra một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Gương mặt của Từ Lâm trở nên bơ phờ, có một chút tái nhợt, nụ cười vô cùng yếu ớt. Thật ra thì hắn đang rất đau, rất hận bản thân mình. Hắn chưa từng cảm thấy muốn giết bản thân như vậy, có thể ngu ngốc mà hiểu lầm, oán hận người phụ nữ của mình mù quáng tới như vậy. Suốt một thời gian dài như vậy, rốt cuộc thì hắn đã làm gì được cho cô chứ? Hai tay của Hàn Dĩ Xuyến liên tục sờ lên mặt của Tử Lâm, cô lo lắng hỏi. Lâm, anh sao vậy chứ? Nhìn sang mặt của anh... Lần này cô chưa nói được hết câu, đã bị Tử Lâm ngậm lấy môi anh đào mà hôn. Bàn tay của Tử Lâm di chuyển xuống gáy của cô, rồi giữ chặt. Tay kia đặt sau lưng của cô, bắt đầu vuốt ve dọc sóng lưng. Hai chân của Hàn Dĩ Xuyến sớm đã không đứng vững, cũng may đã được Tử Lâm đỡ sau lưng, không thì cô đã ngã xuống đất lâu rồi. Nhưng hành động càn rỡ của Tử Lâm khiến cho cô lấy lại chút ý thức. Bọn họ đang ở trước cửa nhà mà còn là ban ngày nữa, không lẽ hắn thật sự. Hình như đọc được suy nghĩ đó của cô mà Tử Lâm bắt đầu ôm cô di chuyển vào trong nhà. Nụ hôn vẫn không dừng lại mà còn điên dại hơn. Cánh cửa dần dần đóng lại phía sau của hai người. Tử Lâm trực tiếp ép Hàn Dĩ Xuyến vào cánh cửa, tiếp tục áp môi lên bạc môi của cô mà hôn mút. Bàn tay đang vuốt ve dọc theo sống lưng cũng dần dần len lỏi vào trong áo của cô, rồi di chuyển xuống khóa áo ngực. Môi lưỡi như rắn nước của Tử Lâm lại đem những dấu vết ban nãy của người mình mà hôn xuống lần nữa, dừng lại tại rãnh sâu ngực dài. Bàn tay nóng ấm tiếp xúc trực tiếp với da thịt của cô. Hai tay của Hàn Dĩ Xuyến không tự chủ được mà níu chặt cổ áo của Tử Lâm. Cô không biết làm gì ngoài thụ động tiếp nhận. Toàn thân của cô như có một từng dòng điện chạy qua, kích thích tới tê dại, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngâm nga. Còn chưa kịp trốn tránh thì cả người của Hàn Dĩ Xuyến đã bị Tử Lâm nhấc bổng lên, sải bước đi một đoạn. Hắn đột nhiên ngừng lại, cúi xuống hỏi cô. Ở đâu chứ? Đầu óc của Hàn Dĩ Xuyến bây giờ quay mòng mòng, cô ngây ngốc nhìn hắn. Tử Lâm bật cười rồi nói lại lần nữa. Phòng của em ở đâu chứ? Hàn Dĩ Xuyến xấu hổ chỉ tay về hướng phòng ngủ của mình.
Cô không thể tưởng tượng nổi nếu như lúc nãy hắn không hỏi thì đã có thể bế cô vào phòng của Tiểu Hiên hoặc là mẹ của cô rồi. Từ Lâm nhìn cô đầy ôn nhu rồi xốc nhẹ cô lên, sải bước về phía phòng ngủ của cô. Hàn Dĩ Xuyến được đặt nhẹ nhàng xuống giường, hai tay vẫn vọng trên cổ của Từ Lâm, mặt đỏ ửng không dám ngẩng lên. Một tay của Từ Lâm đặt trên má của cô, ánh mắt nhu tình nhìn cô, giọng khàn khàn nói nhỏ. Dĩ Xuyến, nhìn anh. Hàn Dĩ Xuyến ngượng ngùng đôi mắt nhìn hắn, bất giác mà cắn chặt môi. Từ Lâm cười nhẹ rồi cúi đầu xuống hôn lên trán của cô, sóng mũi rồi dừng lại trên làn môi anh đào đang bị cô cắn chặt, áp đảo xung quanh khiến cho cô phải dâng môi lưỡi của mình ra hàng cùng với hắn dây dưa. Hai tay của Hàn Dĩ Xuyến bám víu lung tung trên người của Từ Lâm. Từ Lâm tạm dừng nụ hôn lại, ngồi dậy, hai đầu gối chống hai bên hông của Hàn Dĩ Xuyến. Hắn vừa nhìn cô, thấy cô vẫn không mở mắt, hắn nở một nụ cười xấu xa, rồi áp người xuống, tách hai chân của cô ra, rồi đưa con cự long tiến sát vào vùng cấm địa. Dĩ Xuyến, nói yêu anh đi. Hàn Dĩ Xuyến dần dần thoải mái hơn, cô hít thở dồn dập, miệng không ngừng rên rỉ. Em yêu anh, Từ Lâm. Hô hấp của Từ Lâm cũng càng lúc càng dồn dập, thanh âm vang lên ồ ồ khàn đục. Từng trận khoái cảm đi qua, toàn thân của Hàn Dĩ Xuyến đau tới nỗi sắp rách, mệt mỏi rã rời. Cô nằm im thin thít, thở như cá thiếu nước. Từ Lâm ngồi dựa lưng vào đầu giường, hắn kéo nhẹ Hàn Dĩ Xuyến vào lồng ngực, vén mấy sợi tóc ướt của cô qua sau tai, lau sạch mồ hôi trên trán của cô, rồi đặt lên đó từng nụ hôn nhỏ vụn. Có đau lắm hay không? Hàn Dĩ Xuyến mệt mỏi gật gật đầu, rồi ngước nhìn hắn, giọng khàn khàn nị non. Chỉ một chút thôi. Từ Lâm ôm lấy cô chặt hơn, một tay đưa lên vuốt ve má của cô, ánh mắt đầy nhu tình nhìn cô. Có thích hay không? Hàn Dĩ Xuyến xấu hổ tránh né, thế nhưng rất nhanh liền đã bị Từ Lâm bắt lại, ghé sát vào tai cô hỏi lại lần nữa. Anh hỏi có thích hay không? Hàn Dĩ Xuyến biết không thể né tránh thêm nữa, đành gật đầu khẽ một tiếng. Mặt của cô đỏ hơn cả than lửa. Từ Lâm hôn nhẹ lên vành tai của cô rồi trêu chọc. Còn dám chê kỹ năng của anh kém được hay không hả? Hàn Dĩ Xuyến chống hai tay lên ngực của hắn, thẹn thùng nói. Em không biết đâu. Từ Lâm vừa cười vừa véo nhẹ lên mũi của cô, rồi hôn lên tấm lưng trần đầy gợi cảm của cô. Có muốn thử lần nữa hay không hả? Hàn Dĩ Xuyến kinh hoàng nhìn hắn, tinh lực của hắn thực sự so với 6 năm trước còn đáng kinh hơn. Nếu như hắn còn muốn lần nữa, chắc là cô sẽ sớm đậu thai mất. Nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, cô liền lên tiếng hỏi. Nhưng mà tại sao anh lại tới đây giờ này chứ? Từ Lâm điều chỉnh lại tư thế ôm cô, thấp giọng mà trả lời. Muốn xin lỗi em về cuộc hôn nhân 6 năm trước. Xin lỗi vì anh đã quá cố chấp. Hàn Dĩ Xuyến vội đưa tay che miệng của hắn lại, cô mỉm cười mà lắc đầu. Chẳng phải là em đã nói sẽ xóa bỏ hết những chuyện đó hay sao? Anh không cần phải xin lỗi em nữa. Từ Lâm cầm tay của cô lên, khàn giọng mà nói. Dĩ Xuyến, em thực sự buông bỏ được hay sao chứ? Hàn Dĩ Xuyến đưa tay áp vào má của hắn, kiên định mà nói. Lâm, em yêu anh. Cảm giác phải nhìn thấy anh nằm im ở trên giường bệnh còn đau hơn gấp trăm vạn lần nữa so với những gì em đã chịu đựng 6 năm trước. Cho nên em không quan tâm trước đây hay là bây giờ anh đối xử với em như thế nào. Dù anh có đối xử với em tệ hơn trước đây cũng không sao. Em không muốn mất anh nữa. Từ Lâm xúc động kéo cô vào trong ngực lần nữa. Hai thân thể trần truồng trực tiếp tiếp xúc với nhau như muốn đem đối phương hòa vào trong máu thịt của mình. Từ Lâm hôn thật lâu trên đỉnh đầu của Hàn Dĩ Xuyến. Thật lâu sau hắn mới buông ra và nói. Dĩ Xuyến à, cùng với Tiểu Hiên trở về đài song khê đi. Về nhà của chúng ta có được hay không? Hàn Dĩ Xuyến im lặng rất lâu, lồng ngực của cô lại nhói lên. Nơi đó là nơi tình yêu đã bắt đầu ngây thơ của cô đối với Tử Lâm, nhưng cũng là nơi chứa đựng một nửa tuổi thơ của Tiểu Hiên, và có lẽ nơi đó là nơi mang đầy đau thương của cô nhất. Tại sao cô lại vẫn không thoải mái chút nào chứ? Chẳng nhẽ lại như những gì Tử Lâm nói, cô vẫn chưa thể buông bỏ được quá khứ. Nếu như vậy thì cô sẽ trực tiếp đối diện với nó. Cô đang định đưa ra quyết định thì đinh đông, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, làm cho Hàn Dĩ Xuyến giật thót tim. Cô hoảng loạn mà nhìn đồng hồ. Đã muộn rồi như vậy sao? Từ Lâm nhìn bộ dạng như ăn trộm của cô thì không khỏi bật cười. Em bị làm sao vậy chứ? Hàn Dĩ Xuyến vẫn còn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng của Thuyên An từ bên ngoài vang lên. Dĩ Xuyến, tớ về rồi đây. Tiếp theo là giọng của Tiểu Hiên. Mẹ ơi, mở cửa cho Tiểu Hiên. Hàn Dĩ Xuyến trừng to mắt nhìn Từ Lâm, hốt hoảng mà nói. Là Tiểu Hiên và Thuyên An, phải làm sao bây giờ chứ? Nói xong cô liền nhảy xuống giường, đi tới mở cửa tủ, lấy nhanh một bộ đồ mặc vào, chải tóc, rồi quay sang nói với Từ Lâm ngồi trên giường. Lâm à, anh đừng có mà đi ra ngoài đó,
Tử Lâm có chút không vui nói với cô. Em nói chúng ta như vậy là đang vụng trộm hay sao chứ? Hàn Dĩ Xuyến cười cười rồi xua tay. Không phải như vậy đâu, nhưng mà anh cứ ở đây đi đã. Nói xong cô liền lao ra khỏi phòng theo từng tiếng thúc giục của Thuyên An. Hàn Dĩ Xuyến chạy tới phòng khách thì đã thấy áo ngực và áo ngủ của cô dưới sàn. Cô hoảng loạn nhặt lên, giấu ra phía sau, liếc nhìn đôi giày da của Tử Lâm. Cô nhanh chân đá văng nó vào trong gầm bàn và hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, đưa tay mở cửa. Thuyên An hơi bực và nhìn cô hỏi. Cậu làm cái gì mà tớ gọi khan của cổ họng mới ra vậy chứ? Hàn Dĩ Xuyến đứng nép mình vào tường, hai tay vẫn còn đang cầm đồ giấu sau lưng, lúng túng mà trả lời. Tớ đang tắm cho nên là không nghe thấy chuông cửa. Nhưng mắt của Thuyên An đã sớm nhìn thấy những dấu hôn ở trên cổ, trên vai của cô. Cô ấy khẽ nâng khóe miệng, chắc chắn là Hàn Dĩ Xuyến đang giấu đàn ông ở bên trong. Hàn Dĩ Xuyến muốn giảm bớt sự lúng túng, liền gọi Tiểu Hiên. Tiểu Hiên, đói bụng chưa nào? Để mẹ làm cơm cho con nha. Tiểu Hiên đang ôm búp bê ngắm nghía, nghe mẹ hỏi liền vui vẻ ngẩng đầu lên trả lời. Dạ vâng. Hàn Dĩ Xuyến đưa một tay nựng máu của con gái rồi cười cười nói. Nào, vào nhà thôi nào. Một tay cô nắm Tiểu Hiên rồi nhìn Thuyên An nói. Thế cậu không vào nhà hay sao? Thuyên An lén nhấc nhìn sau lưng của Hàn Dĩ Xuyến nhưng chẳng thể phát hiện được gì. Dĩ Xuyến à, quần lót của anh đâu? Hàn Dĩ Xuyến giật nảy mình, nhìn về phía cửa phòng ngủ của mình, hai mắt trừng to, miệng há rộng vì kinh ngạc cùng với hoảng sợ. Tử Lâm đi tới với nụ cười tà mị, mờ ám ở trên môi, nháy mắt trêu chọc Hàn Dĩ Xuyến, rồi nhìn qua Tiểu Hiên đang nghiêng đầu nhìn mình. Tiểu Hiên à, ba tới rồi đây. Tiểu Hiên khó hiểu mà hỏi. Sao ba lại đi ra từ phòng của mẹ chứ? Thuyền An có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười trộm, đẩy khẽ vai của Tiểu Hiên và nói. Tiểu Hiên à, ba đi ra từ phòng của mẹ, lạ lắm hay sao chứ? Tiểu Hiên suy tư lắc đầu, cái miệng nhỏ lanh lợi trả lời. Nếu như là ba mẹ của những bạn khác thì không lạ, nhưng ba mẹ của cháu thì lại khác. Đầu của Hàn Dĩ Xuyến hiện rõ ba vạch đen, cô tức giận trừng mắt với Tử Lâm. Cái tên đàn ông chết tiệt này rõ ràng đã ăn mặc chỉnh tề rồi, còn hỏi cô tìm quần lót. Quần lót, quần lót cái con khỉ. Còn dám nói những lời này trước mặt của Tiểu Hiên nữa chứ, thật đúng là dạy hư trẻ con mà. Hai người đang chiến tranh ngầm với nhau thì Thuyên An che miệng lại cười trộm phía sau rồi dắt Tiểu Hiên nói. Tiểu Hiên à, chúng ta vào trong nhà trước, chắc là ba mẹ cháu còn có nhiều chuyện cần nói với nhau lắm đấy. Nói xong cô dắt Tiểu Hiên đi thẳng vào trong nhà bếp. Tử Lâm cũng thua nụ cười nãy giờ lại, định đi vào bên trong. Anh đói bụng rồi, làm cơm cho anh nữa. Hàn Dĩ Xuyến vừa nhìn hắn xong lại nhìn vào hướng nhà bếp, cô luống cuống mà nói. Để lần sau nha, bây giờ anh về trước đi. Tử Lâm nhíu mày nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói. Em đuổi anh thật hay sao chứ? Hàn Dĩ Xuyến nhìn về hướng nhà bếp bằng ánh mắt đề phòng, rồi vội lấy giày ra từ gầm bàn cho Tử Lâm, vội giục nói. Được rồi mà, anh mau đi đi. Tử Lâm lắc đầu nhìn cô, rồi nhìn xuống dưới chân của mình. Anh vẫn còn chưa mang giày đấy. Hàn Dĩ Xuyến để đồ trên tay của mình xuống, rồi cúi xuống bắt đầu mang giày cho hắn. Dù biết cô làm như vậy để đuổi mình, nhưng Tử Lâm vẫn rất thích. Hắn nghiêm túc nhìn cô mang giày vào cho hắn. Xong xuôi, Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu giữ lấy vặn cửa và nói. Bây giờ thì anh đi được rồi. Tử Lâm tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn nghe theo lời của cô. Trước khi đi ra, còn dành cho cô một nụ hôn tạm biệt. Hàn Dĩ Xuyến nhanh chóng đóng sầm cửa lại, dựa toàn người vào đó, hít thở gấp gáp. Hai tay liên tục vỗ ngực, suýt chút nữa thì tim của cô đã bay ra ngoài rồi. Hôm nay là cuối tuần cho nên từ sáng, Hàn Dĩ Xuyến đã cùng với Tiểu Hiên tới trung tâm thương mại dạo chơi và mua vài món đồ. Sau khi đã mua sắm xong, hai mẹ con tới gian hàng thực phẩm ngồi ăn kem. Đang ăn thì điện thoại của Hàn Dĩ Xuyến vang lên âm báo tin nhắn. Cô mở ra xem là của Tử Lâm. Anh đang trên đường tới nhà của em, có một nơi mà anh muốn dẫn em đi. Hàn Dĩ Xuyến đọc đi đọc lại tin nhắn, cười tủm tỉm như vậy trước mặt của con gái. Tin nhắn ngắn gọn cũng như con người của Tử Lâm, luôn nói những điều cần thiết nhất, so với 6 năm trước vẫn không hề thay đổi. Tiểu Hiên chăm chú nhìn mẹ mà chu miệng hỏi. Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì mà vui như vậy sao? Hàn Dĩ Xuyến vội đáp điện thoại gần tới ngực của mình rồi nhìn Tiểu Hiên, cô cười cười nói. Mẹ đang rất vui. Tiểu Hiên cũng cười theo rồi tiếp tục ăn kem. Hàn Dĩ Xuyến cúi đầu xuống, đưa điện thoại ra khỏi ngực một chút, đọc lại tin nhắn lần nữa, cười rất vui vẻ. Sau khi ăn kem xong, hai mẹ con lại dắt tay nhau đi ra khỏi trung tâm thương mại. Lúc xuống bậc thang trước cửa, vì nước mưa đọng lại trên các bậc thềm, cho nên Tiểu Hiên bị trượt ngã. Con búp bê trên tay của bé rơi xuống các bậc thang. Hàn Dĩ Xuyến hốt hoảng đỡ con lên, nhanh chóng phủi sạch cát bẩn trên người của cô bé,
vừa nhìn khắp tay chân và trên người của cô bé, vừa lo lắng hỏi. Tiểu Hiên à, con không sao chứ? Con đau ở đâu hay không? Nói mẹ nghe xem nào. Tiểu Hiên vừa lắc đầu, vừa chỉ tay xuống bậc, nức nở mà nói. Mẹ ơi, búp bê bà mua cho con. Hàn Dĩ Xuyến vừa lau nước mắt cho con, vừa dỗ dành. Được rồi, Tiểu Hiên ngoan nào, mẹ sẽ đi lấy cho con đứng đây nha, đừng có mà đi lung tung. Nói xong, cô nhìn con lần nữa bước xuống bậc thang, nhưng con búp bê phía dưới đã bị một gã đàn ông áo đen hình xăm đầy mình dẫm lên. Hàn Dĩ Xuyến quan sát ba gã đàn ông đó, rồi thẳng bước đi tới, cô bình tĩnh nói. Xin lỗi, ông có thể trả lại cho tôi con búp bê dưới chân được hay không? Ba gã đàn ông đều nhìn cô, gã đang dẫm con búp bê, cúi xuống nhặt con búp bê lên, đưa cho gã bên cạnh. Gã đó hình như là đại ca của hai gã kia. Trên tay gã có xăm một con rồng đen rất lớn, nhìn rợn cả người. Gã nhìn Hàn Dĩ Xuyến rồi lại nhìn con búp bê đang được đưa tới trước mặt. Gã ném điếu thuốc trên tay xuống, giơ chân lên giẫm, sau đó mới cầm lấy con búp bê, nhìn một lúc rồi đưa về hướng Hàn Dĩ Xuyến. Hàn Dĩ Xuyến tưởng gã tốt bụng đem trả con búp bê lại cho mình, cho nên nhanh chóng bước xuống bậc thang. Nhưng khi cô chỉ còn cách bọn họ vài bậc thang, thì gã hình xăm liền thả tay để con búp bê rơi xuống, sau đó nhổ nước bọt lên, gã cười phá lên rồi nói với Hàn Dĩ Xuyến. Cô em à, nếu như muốn lấy thì cúi xuống chân ông đây mà lấy. Hàn Dĩ Xuyến nhìn bọn họ bằng ánh mắt đề phòng. Cô biết ba tên này chắc chắn không phải là hạng tốt lành gì, cho nên cũng không muốn dây dưa vào. Nhưng vì con búp bê là quà mà Tự Lâm tặng cho Tiểu Hiên, cho nên cô rất muốn lấy lại. Ông thật khéo đùa, tôi và ông chẳng quen biết gì, sao ông lại phải làm khó tôi như vậy chứ? Cô cố gắng giữ bình tĩnh để nói hết câu. Một tên ở bên cạnh nghe cô nói xong, liền cười một cách dâm ô, nhìn qua gã hình xăm. Ông chủ Long à, con nhóc này nhìn cũng ngon đấy. Bước chân của Hàn Dĩ Xuyến vô thức lùi lại về phía sau. Ba tên trước mặt gợi cô nhớ tới đám cẩm thú 6 năm trước. Hai mắt của cô đã đảo xung quanh. Bây giờ vẫn là ban ngày cơ mà. Hơn nữa còn có rất nhiều người bên trong trung tâm thương mại, cho nên có lẽ bọn họ sẽ không dám làm gì quá lộ liễu. Người đàn ông được gọi là ông chủ Long không phải là ai khác mà chính là Hắc Long, thủ lĩnh của Hắc Long Bang. Hắc Long bước tới cầm con búp bê lên, nở nụ cười dâm ô nhìn Hàn Dĩ Xuyến. Sao nào cô em, có định cúi xuống chân ông mà nhặt hay không chứ? Những người đi ngang qua nhìn thấy một cảnh này đều không dám dừng bước tới giúp đỡ, chỉ mắt nhắm mắt mở mà đi qua. Trong đầu của Hàn Dĩ Xuyến dâng lên một hồi cảnh báo, chẳng nhẽ chỗ này là địa bàn của Hắc Long. Cô đang do dự thì giọng một trẻ con nhí nhảnh đã vang lên ở phía sau. Mẹ ơi, bà đã dạy là không được cúi đầu dưới chân kẻ khác, mẹ không được nghe lời ông ta đấy nha mẹ. Hàn Dĩ Xuyến vội xoay người lại phía sau, Hắc Long và hai tên thuộc hạ cũng ngạc nhiên nhìn theo. Tiểu Hiên đứng ở trên cao, bước từng bước xuống, gương mặt đáng yêu đang giận dữ, nhưng trông càng ngộ nghĩnh hơn. Bé con nhìn xuống Hắc Long rồi chu miệng nói. Ông người xấu, ông lấy búp bê của cháu, còn bắt nạt mẹ của cháu nữa. Cháu nhất định sẽ nói với ba, để ba đánh ông sợ tới nỗi kè ra quần. Hai tên thuộc hạ của Hắc Long trố mắt nhìn con bé to gan trước mặt, rồi quay lại nhìn ông chủ của mình. Nhưng cái tên Hắc Long lại cười phá lên rồi hỏi. Nhóc con, có phải là nhóc rất ngưỡng mộ ba của mình hay không? Tiểu Hiên một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía Hắc Long. Ông không biết gì về ba của cháu thì đừng có mà nói bừa. Ba của cháu là một người đàn ông tuyệt nhất vũ trụ này đấy. Nghe Tiểu Hiên khen Tử Lâm như vậy, Hàn Dĩ Xuyến bất giác mỉm cười, dù đang đứng trước ba gã đàn ông mặt mày hăm he. Hắc Long biết đó chỉ là lời nói của một đứa trẻ, mà đứa trẻ nào cũng đều nói những điều tốt đẹp nhất về ba mẹ của mình, cho nên ông ta cũng chẳng thấy gì ngạc nhiên. Tiểu Hiên thấy ông ta có vẻ xem thường những gì mình nói, cho nên phồng má lên. Ông đừng có mà tưởng ba của cháu giống ba của những bạn khác. Sau lưng của ba cháu luôn có rất nhiều chú vệ sĩ đấy. Lúc đó trông ba của cháu luôn rất ngầu luôn. Hắc Long nghe xong liền thuận miệng hỏi. Vậy ba của nhóc là ai nào? Vẻ mặt của Tiểu Hiên đầy tự hào, nói lớn. Ba của cháu là Tự Lâm. Hai tên thuộc hạ của Hắc Long trố mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Hiên, rồi lại nhìn sang Hàn Dĩ Xuyến. Nhưng Hắc Long thì lại rất bình tĩnh, giống như ông ta chẳng hề tin những gì Tiểu Hiên nói. Nhóc con, đang nói đến tổng giám đốc đại tư Tự Lâm đó hay sao? Tiểu Hiên vui mừng nở nụ cười, thích thú hỏi. Ông biết ba của cháu hay sao chứ? Hàn Dĩ Xuyến vội vã chạy tới chỗ Tiểu Hiên, giữ chặt con trong ngực, nhìn Hắc Long đầy đề phòng. Ánh mắt lúc nãy của hai tên thuộc hạ rõ ràng là biết Tự Lâm, cô không biết rốt cuộc là tốt hay là xấu. Hắc Long ra vẻ tiếc nuối mà lắc đầu. Nhóc con, cháu đang nói dối sao?
Ta biết Từ Lâm và còn biết rõ về cậu ta, không hề có con gái. Tiểu Hiên tức giận mà giẫm chân, uất ức tới nỗi sắp khóc tới nơi. Ông nói dối, ba của cháu thực sự là Từ Lâm mà. Hàn Dĩ Xuyên có cảm giác tình hình không ổn nữa rồi, cho nên vội nhỏ giọng dỗ con. Tiểu Hiên ngoan à, chúng ta về nhà thôi. Tiểu Hiên ngoan ngoãn gật đầu, chề môi rồi xoay người theo Hàn Dĩ Xuyên, nắm lấy tay cô và đi khỏi. Hai mẹ con vừa ra khỏi trung tâm thương mại thì Hàn Dĩ Xuyên liền dừng bước, cúi xuống nói với Tiểu Hiên. Tiểu Hiên của mẹ, sao lúc nãy con lại nói ra tên của ba chứ? Tiểu Hiên ngước đôi mắt to tròn nhìn Hàn Dĩ Xuyên rồi nói. Là ba đã nói như vậy. Ba nói nếu như có ai dám bắt nạt mẹ và con thì chỉ cần nói tên của ba ra, kẻ xấu đó sẽ bỏ chạy. Hàn Dĩ Xuyên lại cười một cách ngây ngốc, rồi véo nhẹ má của con, tươi cười mà đứng lên. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Mẹ sẽ nói với ba mua búp bê mới cho con, được không? Tiểu Hiền thích thú gật đầu, hai mẹ con cứ như vậy mà nắm tay nhau rời đi. Mà ở phía sau, một tên thuộc hạ của Hắc Long vẫn mãi nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con, vui vẻ dắt tay nhau bước đi, rồi hoài nghi nói với Hắc Long. Ông chủ Long, người phụ nữ đó là người đã từng kết hôn với Tử Lâm 6 năm trước. Lời của con nhóc đó có thể là thật. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, giơ chân giẫm nát con búp bê dưới chân, rồi lại nói với hai tên thuộc hạ. Điều tra xem bọn nó rốt cuộc là ai. Tuy ông ta không tin những lời Tiểu Hiên nói cho lắm, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng đôi mắt và mũi của Tiểu Hiên rất giống với Tử Lâm. Nếu như đứa bé đó thực sự là con của Tử Lâm thì... Trên đường đưa Tiểu Hiên về nhà, Hàn Dĩ Xuyến đã gọi cho Thuyên An đến chỗ của cô và nhắn cho Tử Lâm là không cần tới nhà của cô nữa mà đợi cô ở đầu ngõ, vì cô sợ Tiểu Hiên sẽ lại nói tới chuyện ở trung tâm thương mại. Nếu như vậy, Tử Lâm sẽ lại ầm ầm lên. Lúc cô và Tiểu Hiên về tới thì Thuyên An cũng đã đợi sẵn ở trong nhà. Cô giao Tiểu Hiên cho cô ấy xong, đặc biệt dặn không được để bé ra ngoài. Tạm biệt con gái xong, cô đi bộ ra chỗ hẹn với Tử Lâm. Kết, một chiếc Lamborghini quen thuộc dừng lại trước mặt của cô. Cửa kính dần dần hạ xuống, gương mặt của Tử Lâm xuất hiện cùng với nụ cười sủng nịnh trên môi. Rất nhanh, hắn đã mở cửa bước xuống, đi về hướng cửa ngược lại, mở cửa cho Hàn Dĩ Xuyến. Đi thôi. Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười nhìn hắn rồi bước vào trong xe. Cửa được Tử Lâm đóng lại ngay sau đó. Khi Tử Lâm vào trong xe, hắn đã nhìn Hàn Dĩ Xuyến rồi nhoài người về phía cô, cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn. 15 phút sau, Tử Lâm dừng xe tại một khu phố sạch sẽ và hiện đại. Hai người vừa bước xuống xe thì Tử Lâm đã nắm lấy tay của Hàn Dĩ Xuyến đi vào một cửa hàng bán đồ đôi. Hàn Dĩ Xuyến kinh ngạc nhìn cửa hàng trước mặt rồi hỏi, chỗ này sao anh lại biết, em đã từng tới đây? Tử Lâm cười khe khẽ rồi kéo tay cô vừa đi vào vừa nói, em có đi đâu thì cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của anh mà thôi. Hàn Dĩ Xuyến vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì đã bị hắn kéo vào bên trong cửa hàng, đi tới quầy thanh toán. Cô như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì mà hỏi, Lâm à, chúng ta đâu có mua gì mà phải thanh toán chứ? Hai người đã đứng trước quầy thanh toán, bà chủ cửa hàng liền niềm nở chào đón. Khi bà vừa nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đã trố mắt lên hỏi, cô gái, đúng là cô rồi. Sợ dĩ bà nhớ cô rất lâu và rõ như vậy vì cô là người khách đơn độc tới cửa hàng của bà đầu tiên, cũng là cuối cùng. Hàn Dĩ Xuyến không ngờ bà chủ cửa hàng vẫn còn nhận ra cô, cho nên vừa thấy lúng túng vừa bất ngờ. Khẽ liếc nhìn qua Tử Lâm, nhưng thấy vẻ mặt của hắn rất bình thản, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp đẩy tới trước mặt của bà chủ. Bà chủ cửa hàng kinh ngạc nhìn Tử Lâm, rồi lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến mới mở ra chiếc hộp trước mặt. Lúc này bà còn ngạc nhiên hơn nữa. Hàn Dĩ Xuyến cũng đã thấy vật bên trong của chiếc hộp, đó là chiếc vòng tay mà cô đã tặng Tử Lâm 6 năm trước. Chiếc vòng này không phải là hắn luôn đeo hay sao chứ? Bây giờ hắn định làm gì đây? Bà chủ cửa hàng khó xử nhìn Tử Lâm vì không biết hắn có ý gì nữa. Hơn nữa bà cũng nhận ra chiếc vòng tay này đó là chiếc vòng đôi mà Hàn Dĩ Xuyến đã mua trong cửa hàng của bà. Không khắc tên mà gói thẳng vào hộp. Vậy là tặng cho người đàn ông này rồi. Tình yêu đơn phương của cô ấy đã được đáp lại rồi hay sao chứ? Hôm nay đã đến cùng với người đàn ông mình yêu. Hai người vẫn còn đang mơ hồ thì Tử Lâm thản nhiên nói, khắc hai từ Dĩ Xuyến lên đây cho tôi. Bà chủ cửa hàng hơi giật mình nhưng vẫn cầm chiếc vòng tay vào bên trong. Hàn Dĩ Xuyến đứng nhìn Tử Lâm thật lâu như vậy, vừa xúc động vừa bất ngờ nói, Lâm à, không cần phải ghi cả tên của em như vậy đâu, dù sao thì em cũng chỉ viết tắt tên của anh. Tử Lâm kéo nhẹ cô tới gần mình hơn, vén tóc của cô ra sau tai, thấp giọng mà nói, không sai, cho dù em có viết sai tên của anh đi chăng nữa thì chỉ cần anh nhớ tên của em là được, Dĩ Xuyến. Dứt lời, hắn liền đặt một nụ hôn lên vật trán trơn bóng của Hàn Dĩ Xuyến, khiến những đôi nam nữ khác đều phải ngoái đầu nhìn.
Một lúc sau, bà chủ cửa hàng đã đem chiếc vòng tay khắc xong tên cho Tử Lâm. Tử Lâm cầm chiếc vòng tay lên đưa cho Hàn Dĩ Xuyến. Đeo cho anh. Hàn Dĩ Xuyến ngó nhìn xung quanh một lúc mới dám đeo chiếc vòng lên cổ tay của Tử Lâm. Đoạn ký ức đẹp nhất từ 6 năm trước của đôi vòng tay dần dần hiện về trong đầu của hai người. Sau khi Hàn Dĩ Xuyến đeo xong chiếc vòng tay này, Tử Lâm hài lòng nhìn ngắm nó trên cổ tay của mình. Cả cái tên được khắc trên đó nữa, rồi lấy ra một chiếc hộp khắc và lấy chiếc vòng tay của Hàn Dĩ Xuyến trong hộp đưa tới trước mặt của cô, thản nhiên nói. Đưa tay. Hàn Dĩ Xuyến ngây ngốc nhìn hắn. Cô cũng không dám đưa tay lên, nhưng Tử Lâm đã không đủ kiên nhẫn nữa, trực tiếp cầm tay của cô lên, cẩn thận đeo chiếc vòng tay vào cho cô. Bà chủ cửa hàng và những cặp đôi khác đều nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng với chúc phúc. Hai người nắm tay nhau ra khỏi cửa hàng, chiếc vòng tay bên cạnh trông rất gắn kết. Hai người còn nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt đầy nhu tình dành cho đối phương. Trước đây em nghĩ như thế nào mà lại tới đây một mình chứ? Em biết lúc đó trông em rất kỳ quái, nhưng mà vì em không biết rằng anh cũng yêu em. Vậy bây giờ trả lời anh được chưa? Ôi, only you, có phải là chỉ mình anh hay không? Em luôn nhớ anh suốt 6 năm qua. Em đã nói rồi, không phải. 6 năm trước em lại mang một chiếc váy dạ hội mà anh đã tặng em đi. Trong suốt 6 năm qua em vẫn luôn thiết kế váy dạ hội. Đó là em không quên được món quà mà anh tặng em, càng không quên được anh. Lâm à, đấy đều là do anh tự nói thôi. Mỗi khi em nhìn thấy vết nám thì sẽ nhớ tới anh. 6 năm qua em đều nhớ anh. Thôi thôi, là anh tự luyến thôi, có được hay không? Là ai lúc ở bệnh viện đã khóc lóc nói cho anh nghe những lời thật lòng như vậy chứ? Anh đã nghe hết thật hay sao? Sớm biết em lật lọng như vậy thì anh đã ghi âm lại rồi. Anh... Bây giờ trả lời thật lòng đi, anh nói không sai chứ? Được rồi, coi nhanh lợi hại. Ôi, váy dạo hội, vét nam, đều là vì anh đấy. Đều là vì em không quên được anh. Ngoan lắm, Dĩ Xuyến của anh. Chiếc Lamborghini đi với tốc độ vừa phải trong khu phố này. Tiếng cười nói vui vẻ của hai người vang vọng lên trong các tán cây ngô đồng. Lúc đi ngang qua một quán xíu mại, Hàn Dĩ Xuyến đã đòi Tử Lâm đi mua cho. Vậy là Tử Lâm liền dừng lại đi mua đồ cho cô. Hàn Dĩ Xuyến thấy trong xe quá ngột ngạt cho nên đi ra ngoài đứng đợi sẵn, xăm ngắn nhìn các cửa hàng ven đường. Dĩ Xuyến, cô làm gì đây vậy chứ? Đột nhiên có ai đó gọi mình, làm cho Hàn Dĩ Xuyến giật mình quay đầu lại. Thì ra là Từ Thiên Tần. Hàn Dĩ Xuyến thật không ngờ lại gặp anh ta ở đây, cho nên hơi ngạc nhiên. Nhưng thật ra lại là sự ghê sợ tới buồn nôn. Từ Thiên Tần hai tay đút vào trong túi quần, bước tới gần Hàn Dĩ Xuyến, xúc động mà nhìn cô, quan tâm mà hỏi. Cô tới một mình hay sao? Nhưng khi anh ta nhìn thấy chiếc xe bên cạnh của Hàn Dĩ Xuyến thì đã liền thay đổi sắc mặt, cô tịch mà nói. Hóa ra là đi cùng với anh ta, hai người đã quay lại với nhau rồi. Hàn Dĩ Xuyến né tránh ánh mắt của anh ta, lãnh đạm không muốn trả lời. Thật ra thì cô đã nghe Chiết Liệt nói chuyện bằng xét nghiệm DNA đã bị làm giả và cả chuyện điện thoại của Mẫn Quan bị nghe lén. Tất cả đều đã do Tử Thiên Tần. Cô và Tử Lâm chia tay nhau suốt 6 năm, oán hận nhau suốt 6 năm. Tiểu Hiên sống ra ba suốt 6 năm, gia đình của cô mỗi người mỗi ngả suốt 6 năm. Tất cả đều được Tử Thiên Tần ban cho. Nên đối với anh ta, Hàn Dĩ Xuyến không phải là hận mà chính là chán ghét, ghê tởm. Chỉ vì muốn lấp đầy tham vọng của mình mà có thể đem hạnh phúc của người khác ra đùa giỡn cả cuộc đời của một đứa trẻ nữa. Ngài chủ tịch cao quý như vậy mà cũng tới một nơi bình thường như vậy hay sao? Cô thở ơ nói một câu. Từ Thiên Tần lại không ngờ cô đối với mình lạnh lùng như vậy. Chẳng nhẽ cô quay lại với Tử Lâm thì cũng liền với Tử Lâm bắt tay ngồi chung trên một chiếc thuyền, xem anh ta là kẻ ngáng đường. Dĩ Xuyến à, cô không cần phải giữ khoảng cách với tôi như vậy. Hàn Dĩ Xuyến trừng mắt nhìn anh ta, không chút do dự mà trả lời. Không, rất cần thiết. Chúng ta không nên quá thân thiết làm gì. Từ Thiên Tần hơi bất mãn về thái độ của cô, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười nhã nhặn. Dĩ Xuyến. Hai người đang đối diện với nhau thì giọng lạnh nhạt của Từ Lâm vang tới, kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã cùng với dứt khoát của hắn. Hắn kéo ngay Hàn Dĩ Xuyến về bên cạnh của mình, rồi nhìn Từ Thiên Tần một cách đầy thách thức cùng với cảnh cáo. Đừng bao giờ tới gần cô ấy nữa, nếu như không muốn mẹ cậu phải ra đường làm gái bán hoa. Nói xong liền kéo tay của Hàn Dĩ Xuyến về phía cửa xe, mở cửa nhét cô vào vị trí phó lái xong thì đi qua cửa lái chính ném cho Từ Thiên Tần một nụ cười khinh bỉ rồi lên xe, đóng sầm cửa lại. Từ nãy tới giờ, Tử Lâm chỉ tập trung lái xe, tuy vẫn nắm chặt tay của Hàn Dĩ Xuyến, nhưng hắn lại im lặng và không nói gì, trầm mặc tới đáng sợ. Hàn Dĩ Xuyến cắn cắn môi, lén nhìn qua phía hắn, lý nhí mà gọi. Lâm à, anh giận em sao?
vì em nói chuyện với Tử Thiên Tần. Tử Lâm nghe được giọng của cô, lửa giận trong lòng liền tan biến đi một nửa. Hắn quay sang nhìn cô, lãnh đạm nói. Anh không giận. Hàn Dĩ Xuyến cười cười trêu đùa. Hay là anh đang ghen? Nghe Tử Lâm lập tức phản bác. Không hề. Hàn Dĩ Xuyến thấy hắn vẫn còn giận, cho nên cố tình làm đúng. Lâm mà, đừng như vậy nữa mà, đừng giận nữa, có được hay không? Tim của Tử Lâm liền nhảy nhót vì vui mừng. Đây chính là lần đầu tiên mà Hàn Dĩ Xuyến làm đúng với hắn, cho nên hắn muốn cô tiếp tục như vậy. Cho nên cô giấu đi sự vui sướng ở trong lòng, vờ lạnh nhạt mà nói. Anh đã nói là anh không giận mà. Hàn Dĩ Xuyến cắn cắn môi, hai tay kéo lấy ống tay áo của hắn, nghiêng người qua nhìn hắn, đúng liệu mà nói. Vậy là ghen rồi, Lâm, có phải là anh ghen hay không chứ? Tim của Tử Lâm đã sớm tan chảy thành nước, hắn đành dương cờ xin hàng, thấp giọng mà nói. Không phải là anh ghen, mà là anh đang lo lắng. Em có biết, Từ Thiên Tần nguy hiểm tới mức nào hay không? Tránh xa cậu ta ra một chút. Hàn Dĩ Xuyến thu tay về, bật cười rồi nói. Rõ ràng là đang ghen, lại còn phủ nhận. Em không biết đâu, em chỉ biết là anh đang ghen thôi. Nói xong cô lại ngồi ngay ngắn lại, lấy túi xíu mại ra ăn. Tử Lâm đen mặt nhìn cô, thấp giọng mà quát. Con mắt nào của em, nhìn thấy anh đang ghen chứ? Hàn Dĩ Xuyến vừa ăn xíu mại vừa nói. Không cần nhìn cũng biết. Tử Lâm hận không thể đem túi xíu mại trên tay của cô mà ném ra ngoài. Cô lại chẳng thèm để ý tới hắn. Nhìn cô ăn ngon lành như vậy, hắn cũng không muốn tính toán với cô, tiếp tục lái xe. Hàn Dĩ Xuyến tuy đang ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang nhìn Tử Lâm, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn. Nhưng sự nhớ ra gì đó, cô do dự một lúc rồi gọi. Lâm à, em muốn hỏi anh chuyện này. Tử Lâm vẫn chuyên tâm lái xe, thờ ơ mà nói. Có chuyện gì chứ? Hàn Dĩ Xuyến nhìn sắc mặt của hắn, rồi cẩn thận hỏi. Lâm à, tại sao anh lại để cho Từ Thiên Tần giành được vị trí chủ tịch chứ? Chuyện này thật ra thì cô đã thắc mắc từ rất lâu. Với năng lực và tham vọng của Tử Lâm thì tại sao không thể ngồi lên vị trí của chủ tịch? Tử Lâm nghe cô hỏi vấn đề này, gương mặt của hắn dần dần trở nên khó coi, tối sầm tới đáng sợ. Sau đó đột nhiên nở một nụ cười bỡn cợt như ma vương, nhàn nhạt mà hỏi lại. Em nghĩ như thế nào? Hàn Dĩ Xuyến thoáng rùng mình nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nói. Em, nếu như em biết thì đã không hỏi anh. Két một cái, Tử Lâm không nói không rằng mà lập tức tấp xe vào lề đường, rất nhanh che đầu của Hàn Dĩ Xuyến va vào phía trước. Sau khi cả hai người đều đã ổn định vị trí, Tử Lâm mới nói. Em thật sự là muốn nghe. Hàn Dĩ Xuyến tuy có một chút run sợ nhưng vẫn mạnh dạn gật đầu. Phải. Tử Lâm cười nhẹ rồi đưa tay xoa xoa đầu của cô. Hắn tựa đầu vào ghế sau rồi trầm tư nói. Vị trí đó anh rất muốn có được đấy. Thế nhưng lúc đó không phải là thời cơ thích hợp để anh ngồi vào nó. Hàn Dĩ Xuyến lặng lặng nhìn hắn, chú tâm nghe hắn nói tiếp. Lúc chúng ta ly hôn, em đã mang Tiểu Hiên rời đi. Khắp trên dưới đại tường đều náo loạn cả lên. Tuy không chuyển ra bên ngoài, nhưng mà đám cáo giả kia đã bắt đầu diễn trò nhân đạo, bắt anh phải chuyển giao cổ phần và rời khỏi vị trí tổng giám đốc. Nói đoạn, hắn lại nhìn sang Hàn Dĩ Xuyến, khẽ cười rồi nói tiếp với cô. Chuyện chúng ta ly hôn cũng tới tai của bà nội. Vì quá sốc cho nên bà đã ngất đi suốt 3 ngày liền. Sau khi bà nội tỉnh lại đã để lại biến chứng. Hai chân của bà đã bị liệt và phải ngồi xe lăn mãi mãi. Hàn Dĩ Xuyến đưa tay bụng chặt miệng, kinh ngạc có, bất ngờ có và có cả xót xa nữa. Cô có thể cảm nhận được sự đau đớn cùng với mất mát trong đáy mắt của Tử Lâm, mặc dù hắn đã che giấu rất kỹ. Cô thực sự không ngờ sau khi hai người ly hôn, Tử Lâm đã phải chịu đựng một mình quá nhiều đả kích như vậy. Một người bình thường vốn khỏe mạnh nhưng lại đổ bệnh một cách yếu đuối như vậy, còn khiến cho người thân yêu nhất của mình phải chịu tổn thương. Trước đây Thím Vương đã từng nói với cô, Tử lão phu nhân là người duy nhất của Tử Lâm ở Tử gia, một người bà hiền lành và yêu thương hắn như vậy mà lại bị liệt mãi mãi. Nhìn Tử Lâm nhắm mắt ổn định lại tâm trạng mà khóe mắt của Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu ươn ướt, sóng mũi của cô cay cay, cô nắm chặt tay của hắn, hy vọng có thể an ủi được hắn. Tử Lâm lại nhìn cô, xoa xoa đầu của cô, rồi khàn giọng nói tiếp. Bà đã tìm mọi cách để bảo vệ vị trí thừa kế của anh trong hội đồng quản trị. Nhưng khi chuyện của bà được chuyển vào đại thừa, thì ông ấy đã không thể làm gì được thêm. Đành phải gạch tên của anh ra khỏi danh sách thừa kế. Hàn Dĩ Xuyến im lặng nhìn hắn, ánh mắt chứa chan niệm cảm thông cùng với đau xót. Cô vẫn chăm chú lắng nghe. Vị trí kế thừa của đại thừa trước nay chỉ để lại cho con trai lớn. Nếu như không được thì là con trai kế tiếp. Tên của anh đã bị gạch bỏ, thì dĩ nhiên Tử Thiên Tần sẽ là người duy nhất được ứng cử vào vị trí chủ tịch. Đám cáo giả đó dễ dàng chấp nhận cậu ta, cũng vì biết rõ năng lực của cậu ta tới đâu,
Một người nhu nhược, yếu đuối như cậu ta thì đối với đám hồ ly đó sẽ rất dễ xử lý. Nói xong hắn lại quay sang nhìn Hàn Dĩ Xuyến rồi mỉm cười. 6 năm qua anh vẫn luôn cảm thấy dằn vặt, áy náy và mặc cảm vì chuyện của bà nội. Cuộc hôn nhân của chúng ta rạn nứt và tan vỡ đều tại anh không tốt làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người đàn ông. Anh đã quá bảo thủ, cố chấp, ích kỷ cho nên mới khiến cho em tổn thương, còn làm hại cả bà nội nữa. Không để cho hắn nói hết câu, Hàn Dĩ Xuyến lập tức nhoài người tới gần, ôm ngang cổ của hắn mà an ủi, cổ vỗ nhẹ lên lưng của hắn, nói một cách dịu dàng. Lâm à, đó không phải hoàn toàn là lỗi của anh, cho nên anh không cần phải thấy mặc cảm, càng không nên tự trách bản thân. Chúng ta ly hôn là do em đề nghị, cho nên em cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Từ Lâm định nói gì đó, nhưng lại tiếp tục bị cô ngắt lời. Lâm à, em muốn tới thăm bà nội. Từ Lâm kinh ngạc nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang tươi cười nhìn mình, hắn nhíu mày hỏi lại. Dĩ Xuyến, em nói thật sao? Hàn Dĩ Xuyến gật đầu một cách chắc chắn và kiên định. Phải, em thực sự rất muốn tới thăm bà nội. Từ Lâm nhìn cô một lúc, biết không thể lay chuyển được cô, cho nên hắn đành đồng ý, khàn giọng mà nói. Được rồi, vậy thì đi thôi. Hàn Dĩ Xuyến tươi cười gật đầu. Từ Lâm xoa xoa đầu của cô lần nữa, rồi khởi động xe. Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ. Tại biệt thự Tự Gia, Phật đường, Tự lão phu nhân ngồi dưới tấm thảm được trải trên sàn, khấn cúng trước tượng Phật Như Lai. Trên tay của bà lão cầm một chuỗi tràng hạt bồ đề thảy đều đặn, tay kia vẫn thành tâm mà gõ mõ. 6 năm qua, bà luôn ở đây tụng kinh niệm Phật sám hối cho chồng, cho con trai và cả cháu trai của bà nữa. Từ lão thái gia năm đó vì bảo vệ thanh danh của gia tộc mà sẵn sàng đuổi người phụ nữ đang mang trong mình cốt nhục của Tự Gia tới một nơi đất khách. Từ lão gia lại khoanh tay đứng nhìn tất cả. Đến Tử Lâm thì lại 3 lần 4 lượt muốn tự tay bóp chết con ruột của mình. Nghĩ tới những tội nghiệp này, tiếng gõ mõ của bà lão lại vang lên đều đều. Lão phu nhân, đại thiếu gia đã tới. Cô người làm duy nhất được theo hầu bên cạnh Tử lão phu nhân bước chân nhẹ nhàng vào Phật đường, rồi ngồi xuống nói nhỏ bên tai của bà lão. Tử lão phu nhân ho khan một tiếng rồi chấp tay khấn vái lần nữa. Vừa xong thì một vệ sĩ bên ngoài liền bước vào dìu bà lão vội lên xe lăn. Một lúc sau, Từ Lâm và Hàn Dĩ Xuyến đi tới trước cửa Phật đường. Trên đường tới đây, Từ Lâm đã nói với Hàn Dĩ Xuyến về việc Tự lão phu nhân chỉ ở trong Phật đường niệm kinh gõ mõ. Họ vừa mới tới cửa thì đã được vệ sĩ của Từ lão phu nhân ra mở. Cậu ta cung kính cúi chào hai người. Từ Lâm nắm tay của Hàn Dĩ Xuyến vừa tháo giày ra liền bước vào bên trong. Bà nội, cháu tới rồi. Từ Lâm nhìn Từ lão phu nhân đang ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía mình cung kính mà gọi. Nghe giọng của cháu trai, Từ lão phu nhân thở dài rồi nghiêm giọng nói. Còn đứng đó làm gì? Từ Lâm thoáng qua Hàn Dĩ Xuyến rồi lễ phép nói với bà nội. Bà nội à, cháu dẫn một người tới thăm bà. Nghe xong, Từ lão phu nhân liền xoay xe lại. Bà đã quy định không ai được bước vào đây cơ mà. Bà lão vừa quay lại, Hàn Dĩ Xuyến cũng vừa nhìn thấy bà. Bốn mắt đang chạm nhau thì Từ Lâm đứng bên cạnh lại thản nhiên nói. Bà nội, đây là Dĩ Xuyến, bạn gái của cháu. Hàn Dĩ Xuyến mở to mắt, nhìn Từ lão phu nhân, bất ngờ tay lắp bắp. Bà cụ choàng khăn cổ. Từ Lâm nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, hắn nhíu chặt mày kiếm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trái ngược với dáng vẻ bất ngờ của hai người, thì Từ lão phu nhân chỉ điểm nhiên nói. Không phải là vợ cũ ư? Hàn Dĩ Xuyến càng khó hiểu hơn nữa, cô hết nhìn Từ Lâm rồi lại nhìn Từ lão phu nhân. Đầu óc ong ong không biết làm gì. Từ Lâm áy náy nhìn bà nội. Bà nội, cháu xin lỗi. Từ lão phu nhân ra hiệu cho vệ sĩ và người làm lui ra, đóng cửa lại. Lúc này bà mới mỉm cười đưa tay về phía Hàn Dĩ Xuyến. Cháu lại đây nào. Hàn Dĩ Xuyến đúng túng nhìn Từ Lâm, rồi cũng quyết định đi tới trước mặt của Từ lão phu nhân. Cô lễ phép cúi đầu chào. Lão phu nhân, cháu chào người. Từ lão phu nhân kéo lấy một tay của cô rồi trách yêu. Gì mà lão phu nhân chứ, nó gọi ta như thế nào thì cháu cứ gọi như vậy đi. Hàn Dĩ Xuyến khó xử nói. Nhưng mà lão phu nhân, bọn cháu. Từ lão phu nhân ra vẻ giận dỗi nói. Có phải là hai cái đứa này đều muốn chọc bà già này tức chết hay không chứ? Hàn Dĩ Xuyến cuống cuồng xua tay vội gọi. Không phải vậy đâu bà nội, bà đừng giận. Từ lão phu nhân nghe cô gọi như vậy liền hết giận, cười hiền rồi nói. Cháu yêu, lần sau nhớ dẫn cả chắt của ta tới đây nữa.
Không chỉ có Hàn Dĩ Xuyến mà ngay cả Tử Lâm cũng đều kinh ngạc khi Tử Lão Phu Nhân lại biết tới sự tồn tại của Tiểu Hiên. Tử Lão Phu Nhân nhìn Tử Lâm tức giận mà nói: Sao nào, cháu nghĩ ta không biết cháu không giết được con ruột của mình hay sao? Tử Lâm chỉ im lặng mà không dám cãi lại. Hàn Dĩ Xuyến sốt ruột nhìn hắn rồi nói với Tử Lão Phu Nhân: Bà nội à, không phải như vậy đâu. Bây giờ Lâm rất tốt với cháu và Tiểu Hiên. Tử Lão Phu Nhân vui mừng mà hỏi: Tiểu Hiên là tên của chắt của ta hay sao? Nào nào, tên đầy đủ của nó là gì chứ? Hàn Dĩ Xuyến vẫn còn chưa kịp trả lời thì Tử Lâm đã tranh mất. Là Tử Nhược Hiên à? Tử Lão Phu Nhân khẽ lượm cháu trai. Không phải là Hàn Nhược Hiên ư? Tử Lâm không vui mà gọi: Bà nội à, nó là con gái của cháu mà. Tử Lão Phu Nhân cầm một cây gậy bằng gỗ đánh vào vai của Tử Lâm mạ mắng: Vậy tại sao trước đây còn làm ra những chuyện trời đất không dung tha đó chứ? Cháu có biết chỉ vì tội lỗi của cháu gây ra mà ta đã phải nguội đây sám hối suốt 6 năm trời hay không? Đàn ông của Tử gia đều gây ra nghiệp chướng mà. Đến thằng cháu của ta còn muốn tự tay giết chết con ruột của mình. Ông trời ơi, Phật tổ ơi, thật ra thì con đã tạo nghiệp gì chứ? Vừa nói, Tử Lão Phu Nhân vừa khóc than rất khổ sở. Hàn Dĩ Xuyến đúng túng nhìn bà lão rồi quay sang nhìn Tử Lâm. Cô không hiểu tại sao bà lão lại như vậy, nhưng chắc là do sự việc của 6 năm trước. Tử Lâm thì đã quá quen thuộc với việc bà nội của mình như vậy, cho nên chị thản nhiên nói: Bà nội à, hôm nay bà có đánh chết cháu cũng sẽ không quỳ. Tử Lão Phu Nhân tức giận vung cây gậy lên về phía của Tử Lâm, nhưng lập tức bị hắn bắt lấy rồi để sang một bên. Hàn Dĩ Xuyến hoảng sợ nắm lấy tay của Tử Lão Phu Nhân vỗ nhẹ lên vai của bà: Bà nội à, bà đừng tức giận, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Tử Lão Phu Nhân hít vào thở ra đều đặn để điều chỉnh lại tâm trạng. Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hàn Dĩ Xuyến rồi nói: Đúng là cháu dâu ngoan, chỉ có cháu mới suy nghĩ cho bà già này thôi. Sau năm trước bà tới bệnh viện thăm cháu, đã nhìn ra cháu là một đứa trẻ ngoan hiền. Lẽ ra cháu nên có được một bến đỗ bình yên, nhưng lại vì cái thằng cháu hư đốn của ta mà phải chịu ấm ức suốt nhiều năm như vậy. Bà già này quả là có lỗi với cháu. Hàn Dĩ Xuyến khó xử mà ngắt lời của bà: Bà nội à, bà đừng nói như vậy mà, đó đều là những chuyện đã qua rồi. Bây giờ Lâm thực sự rất tốt với cháu. Tử Lão Phu Nhân nhìn cháu trai của mình vừa thở dài vừa lườm nguyết: Nó nên làm như vậy từ trước rồi mới đúng chứ, không phải là tớ bây giờ mới tìm cháu mà chuộc lỗi. Hàn Dĩ Xuyến nhìn sắc mặt của Tử Lâm rồi cúi đầu cười trộm. Cô không ngờ gương mặt của Tử Lâm khi ngoan ngoãn nghe giáo huấn lại đáng yêu tới như vậy. Tử Lão Phu Nhân nắm lấy tay của Hàn Dĩ Xuyến, nở nụ cười đôn hậu ân cần mà nói: Cháu dâu của bà, chiếc khăn là bà cho cháu, là quà sinh nhật mà cái thằng khu đốn nó tặng cho bà. Có lẽ cháu đã hiểu ý của bà rồi chứ? Hàn Dĩ Xuyến đỏ mặt nhìn Tử Lâm rồi ngượng ngùng nói với bà lão: Bà nội à, thật ra thì bọn cháu vẫn chưa tính tới chuyện đó đâu. Tử Lão Phu Nhân ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn sang Tử Lâm không vui mà hỏi: Thế hai đứa không nghĩ tới chuyện tái hợp hay sao? Hàn Dĩ Xuyến ngập ngừng trả lời: Dạ vẫn chưa ạ. Nhưng Tử Lâm đã vội ngắt lời: Có chứ ạ. Hàn Dĩ Xuyến kinh ngạc nhìn hắn. Tử Lão Phu Nhân thì vui mừng chờ hắn nói tiếp: Bọn cháu sẽ sớm hồi hôn. Hàn Dĩ Xuyến luống cuống xua tay nhìn Tử Lâm bằng ánh mắt van nài: Bà nội à, không phải như vậy đâu. Tử Lão Phu Nhân vợ như không nghe thấy cô nói gì mà cười hớn hở vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô rồi nói: Tốt lắm tốt lắm, cháu dâu của bà nhớ ghé thăm bà thường xuyên đấy. Trên đầu của Hàn Dĩ Xuyến hiện rõ ba vạch đen, cô không biết phải đối phó với hai bà cháu này như thế nào nữa. Sau khi ra về, hai người tiếp tục bước đi. Đột nhiên Hàn Dĩ Xuyến lại hỏi: Lâm à, anh chưa từng sống ở đây sao? Cô nhìn các cửa sổ trên cao rồi tò mò hỏi. Tử Lâm nhìn cô trong mắt đầy sự sùng nịnh, khẽ cười rồi lắc đầu: Anh sinh ra vợ lớn nên đợi Ý, năm 18 tuổi bà đã tới Ý tìm anh và muốn anh trở về Tử gia. Lúc đó anh đã từ chối và 2 năm sau anh mới trở về Thượng Hải. Nhưng người mà anh đầu tiên gặp không phải là bà mà là bà nội. Lúc đầu anh còn cảm thấy kỳ lạ khi bà nội nhất quyết không để cho anh vào biệt thự Tử gia mà đã tặng anh đại song khê. Sau này thì anh mới biết là vì mẹ con Tử Thiên Tần không đồng ý chuyện bà gọi anh trở về. Từ lúc trở về Thượng Hải, số lần anh tới đây chỉ đếm trên đầu ngón tay,
cho nên ngay cả kiến trúc trong biệt thự này anh cũng đều không biết hết. Đối với anh, nó vẫn là một nơi xa lạ. Vừa nói, hắn vừa dắt tay Hàn Dĩ Xuyên tới một bồn cây lớn rồi ngồi xuống. Hắn trầm tư một lúc rồi nói: rất tò mò là vì sao? Anh lại không ở Thượng Hải lúc nhỏ hay sao? Hàn Dĩ Xuyên im lặng lắc đầu, vì thím Vương đã kể cho cô về nửa thân thế của Tự Lâm. Em đã biết chuyện của mẹ và anh rồi. Tự Lâm thoáng kinh ngạc, nhưng rồi cũng hiểu ra, thấp giọng mà hỏi: em không xem thường anh chứ? Dù sao thì anh cũng là một đứa con ngoại gia thú. Hàn Dĩ Xuyên nắm lấy tay của hắn, lắc đầu rồi kiên quyết: không có gì có thể ép em phải như vậy. Tự Lâm cười yếu ớt rồi chậm tư nói: mẹ là một cô nhi, được nhận được học bổng của đại tử mà tốt nghiệp. Trong thời gian bãi thực tập tại một nhà hàng của đại tử thì đã gặp ba. Hai người thường xuyên qua lại rồi yêu nhau. Khi đó ba và Bạch Dính Đình đã có hôn ước, nhưng ông ta vẫn trêu đùa mẹ. Mẹ đã phải sống với thân phận tình nhân của ông ta tới khi mang thai anh. Suốt thời gian đó, người ở bên cạnh mẹ anh chỉ có bà nội và thím Vương. Người cha đó đã sớm nghe theo sự sắp đặt của ông nội, chuẩn bị kết hôn với một cần đàn bà khác với lý do ông già đó vừa biết tin mẹ mang thai đã dùng tính mạng của anh và mẹ để trao đổi. Nhưng không dừng ở đó, ông già đó còn đuổi mẹ anh ra khỏi Thượng Hải. Trên đường bỏ chạy, bà ấy đã bị bắt cóc rồi bị bán tới Ý cùng với đứa con trong bụng. Vừa tới Ý, mẹ đã phải khốn khổ lắm mới trốn thoát khỏi nơi tối tăm đó, vì không có giấy tờ tùy thân, cho nên mẹ chỉ có thể làm việc chui cho tới khi sinh ra anh. Hai mắt của Hàn Dĩ Xuyến đã sớm đỏ hoe. Cô nhớ lúc cô đau đớn ngã xuống, thím Vương đã quỳ gối cầu xin cho cô và còn lấy mẹ của Tử Lâm ra để cầu xin. Lúc đó cô đã thấy hắn đau đớn, mềm lòng. Hóa ra là như vậy. Thím Vương đối với hắn cũng như là mẹ của hắn. Tình cảnh của cô lúc đó đã khiến cho hắn nhớ tới mẹ của hắn. Hàn Dĩ Xuyến xót xa nhìn hắn, nắm chặt tay của hắn, nghe hắn nói tiếp: vì làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm, cho nên sau khi sinh anh ra, sức khỏe của mẹ đã rất yếu. Mẹ thiếu sữa để nuôi anh và phải cắt tay của mình cho anh uống máu. Mẹ đã bế anh trên tay ra đường ăn xin, nhưng mà ấy vẫn không đủ sữa để nuôi anh. Lúc anh tròn 3 tuổi thì mẹ đã mất. Nước mắt lăn dài trên má của Hàn Dĩ Xuyến. Cô vòng tay qua cổ của hắn, ôm chặt lấy hắn. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao hắn lại có thể uống máu người như vậy. Tự Lâm cúi đầu hôn lên tóc của Hàn Dĩ Xuyến rồi hồi tưởng lại cho cô biết. Italia 29 năm trước, đoạn đường ồn ào rối loạn, nơi này thực sự không phải là nơi dành cho người ở. Một người chết đi đối với những người kẻ đi ngang qua cũng không khác gì là một con chó con mèo chết. Một đứa trẻ tầm 2 tuổi đang khóc lóc bên cạnh một người mẹ đã mất, nhưng cũng chẳng ai quan tâm hay đoán hoài gì cả. Cậu bé khóc tới nỗi kiệt quệ thì đúng lúc ông chủ của địa bàn này đi qua, đó chính là Hắc Long, con trai nuôi của ông chủ mafia Ý. Hắc Long đã lập tức cho người dọn xác của người phụ nữ bất hạnh đó, nhưng đứa trẻ nhất quyết không để cho ông ta đụng vào mẹ của mình, còn to gan lao tới cắn vào tay của ông ta rồi uống cả máu của ông ta nữa. Hắc Long nhận thấy đặc điểm của đứa trẻ này có thể đào tạo thành sát thủ, cho nên ngay lập tức đã đưa nó trở về chỗ của mình. Đứa trẻ chỉ im lặng ngồi ở một góc, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm. Nếu như có ai đó tới làm phiền nó thì sẽ bị nó nhào tới cắn rồi uống máu. Thời gian trôi qua với đứa trẻ đó chỉ còn những ngày đêm đầy máu tanh, chết chóc, còn có cả dục vọng nữa. Hắc Long không chỉ huấn luyện đứa bé đó trở thành sát thủ mà còn biến nó thành một món đồ chơi của mình. Ông ta mắc bệnh rối loạn sinh dục, cho nên nhìn người khác làm tình sẽ giúp ông ta thỏa mãn. Vì vậy mà một đứa trẻ 8 tuổi đã bị bắt quan hệ với những người đàn bà bằng tuổi mẹ của nó. Còn lúc tới 5-6 ả đàn bà hoặc là nhiều hơn nữa, nó phải biểu diễn như một con búp bê tình dục để phục vụ những sở thích bệnh hoạn của Hắc Long. Trong cái nhà tù tối tăm như vậy, đứa trẻ đó đã không chỉ có một mình, nó đã cứu được một cậu bé nhỏ hơn nó 2 tuổi. Hai đứa trẻ cùng nhau trải qua những ngày tháng sống như thú vật, nhưng luôn sát cánh bên nhau, xem nhau như anh em. Sau 20 năm làm món đồ chơi giải trí và cái máy giết người cho Hắc Long, đứa trẻ đó đã vô tình phát hiện ra bí mật lớn nhất của Hắc Long Bang. Đó là cha nuôi của Hắc Long từng là ông chủ mafia lớn nhất nhì tại Italia, trong một lần thực hiện phi vụ đã trở thành con nghiện. Đứa trẻ bị cầm tù hơn 12 năm đang nghĩ tới việc đào thoát. Nó âm thầm chuẩn bị suốt mấy tháng trời và cuối cùng đã giết chết cha nuôi của Hắc Long trong lúc ông ta lên cơn nghiện, rồi mượn đường trốn thoát cùng với người anh em của mình. Đứa trẻ đó chính là Tử Lâm, và bây giờ người anh em luôn sát cánh cùng với hắn chính là cánh tay phải của hắn, Triết Liệt. Sau khi thoát khỏi Hắc Long Bang tới Las Vegas, hai người đã lên kế hoạch tấn công BAM, tổ chức ngầm của Từ Lão Thái Gia đã lập nên nhưng không giao cho Từ Lão Gia nắm quyền.
thủ lĩnh của BAM lúc đó chỉ là một người đàn ông gốc Phi. Tử Lâm chỉ mất vài tháng đã khử được người đàn ông gốc Phi đó, trở thành thủ lĩnh của BAM. Mục đích ban đầu của hắn là khiến cho cả Tử gia ăn không ngon, ngủ không yên. Sau đó một thời gian, hắn trở về Ý để tìm kiếm hải cốt của mẹ mình, thế nhưng mãi không có tung tích. 17 tuổi đã có thể thống trị được cả một tổ chức lớn như BAM, thực sự đã khiến cho Tử lão thái gia kinh sợ và lệnh cho Tử lão gia tới Ý để đón Tử Lâm trở về Tử gia. Từ lúc đó, Tử Lâm đã cùng với Tử lão gia tiến hành một cuộc giao dịch. Nếu như Tử lão gia có thể nhượng lại vị trí chủ tịch cho hắn, thì hắn sẽ đồng ý trở về. Tử lão gia do dự, cho nên đã bị chính con ruột của mình đuổi thẳng về nước. Sau một thời gian nghe ngóng, Tử Lâm đã biết mọi chuyện xảy ra ở Tử gia suốt mười mấy năm qua. Sau khi mẹ con hắn bị đuổi ra khỏi Thượng Hải, Tử lão phu nhân cũng đã bị Tử lão thái gia cấm túc suốt 2 năm liền, sau đó cho người luôn theo sát bà, không để bà tìm được mẹ con của Tử Lâm. Đứa con trai của Tử Ngự Phong và Bạch Xính Đỉnh mắc bệnh kiểu năng, cho nên không thể kế thừa đại tử được. Đó cũng là lý do mà lão thái gia đã tìm kiếm Tử Lâm trở về. BAM dưới sự thống trị của Tử Lâm mà một ngày lớn mạnh, chỉ trong vòng 2 năm địa bàn đã không ngừng mở rộng. Đại tử vào thời điểm đó đang đứng trước bờ vực phá sản. Tử Lâm đã nghĩ tới lúc trả mối thù này cho mẹ của mình rồi. Hắn trở về Thượng Hải. Tử Thiên Tần biết tin hắn sắp đoạt lấy đại tử, cho nên đã tới Đại Song Khê tìm hắn gây chuyện. Nói chuyện với một tên thiểu năng thực sự là rất nực cười, cho nên Tử Lâm chẳng buồn tiếp. Thế nhưng Tử Thiên Tần nhất quyết đòi bằng được đại tử. Trong lúc cả hai tranh chấp, Tử Lâm đã không ngừng buông ra những lời cay nghiệt để xúc phạm Tử Thiên Tần. Anh ta đã quá giận dữ mà lăn ra ngất. Sau khi tỉnh dậy, Tử Thiên Tần đột nhiên hết bệnh. Bạch Xính Đỉnh ngay lập tức bắt chồng mình chuyển nhượng cổ phần cho con trai. Nhưng bà ta lập tức phải im miệng khi Tử Lâm đã được đưa đại tử thoát ra khỏi nguy cơ phá sản. Hai anh em không ngừng đấu tranh, tranh giành vị trí thừa kế, đã khiến cho bệnh tăng huyết áp của Tử lão thái gia càng thêm nghiêm trọng. Một thời gian sau cũng qua đời. Từ đó tới nay, hai anh em bọn họ vẫn không ngừng đấu tranh. Tử Lâm quay sang nhìn Hàn Dĩ Xuyến, vừa lau nước mắt cho cô, sau đó thì xoa xoa đầu cô, buồn bực mà hỏi. Đã xem thường anh hay chưa? Hàn Dĩ Xuyến nắm chặt tay của Tử Lâm, cô im lặng mà lắc đầu. Cô phải xem thường hắn như thế nào chứ? Xem thường hắn vì phải nghe lệnh Hắc Long thỏa mãn nhu cầu dơ bẩn đó hay sao? Hay là xem thường hắn vì đã trở thành một chiếc máy giết người của Hắc Long? Hay là xem thường hắn vì đã ngang nhiên cướp đoạt vị trí thủ lĩnh, còn có tham vọng vì cả chủ tịch đại tử? Không, tuổi thơ của hắn đã bị chính cha ruột của mình tước đoạt. Lúc cô được ba mẹ ru ngủ trong chiếc nôi xinh xắn, thì hắn phải nằm co rúm trên một góc tường lạnh lẽo. Lúc cô được nô đùa cùng với bạn bè ở trường, thì hắn lại phải chịu đựng từng đòn roi của đám cẩm thú kia. Lúc cô được ngủ ngon giấc trong vòng tay của mẹ, thì hắn đã phải chịu đựng từng sự nhục nhã của một đám đàn bà. Lúc cô được chơi những con búp bê xinh đẹp, gấu bông mềm mại, thì hắn phải chứng kiến từng lần đổ máu, chết chóc. Thế nhưng, một đứa trẻ tổn thương như vậy lại có thể đứng lên, thống trị gần như cả thế giới, có thể sống thật tốt như vậy. Cô lấy gì để xem thường hắn chứ? Mà cô thực sự ngưỡng mộ và tôn sùng hắn. Hắn cho cô biết sự thật, không có nghĩa là cô sẽ xem thường hắn, mà cô hiểu hắn hơn, yêu hắn hơn. Vì sao hắn lại có thói quen bỏ bữa trong ngày? Vì sao hắn không thể ngủ được? Vì sao hắn luôn ngồi bó gối ở một góc tường? Vì sao hắn không thích ánh sáng? Cô đều đã hiểu. Cả việc vì sao hắn lại chỉ thích nữ sinh, vì bọn họ vẫn còn sạch sẽ, không có bẩn thỉu như những đàn bà đó. Cô đã hiểu hết. Tử Lâm, người đàn ông mà cô yêu, đã phải trải qua những năm tháng đáng sợ tới như vậy. Cô muốn ở bên cạnh hắn, muốn bù đắp lại cho hắn những điều tốt đẹp hơn. Tâm à, chúng ta về nhà đi, về Đại Song Khê. Đang nhìn Hàn Dĩ Xuyến đầy thâm tình và tĩnh lặng, Tử Lâm thật sự bị cô làm cho kinh hãi khi nghe cô nói như vậy. Cô vừa nói cái gì chứ? Về Đại Song Khê? Cô thực sự sẽ về Đại Song Khê cùng với hắn hay sao? Nhìn biểu cảm quá bất ngờ của Tử Lâm, Hàn Dĩ Xuyến khẽ bật cười rồi nói. Anh sao vậy chứ? Không phải lần trước anh đã bảo với em cùng với Tiểu Hiên về Đại Song Khê hay sao? Chẳng nhẽ bây giờ... Cô vẫn còn chưa nói hết câu thì Tử Lâm đã cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của cô mà hôn mút, nhấm nháp nó. Hai bàn tay của Hàn Dĩ Xuyến cũng đã chủ động đặt lên bên vai của hắn, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt từ hắn. Tử Lâm thỏa thích hưởng thụ vị ngon ngọt từ chiếc lưỡi đinh hương cùng với đôi môi anh đào của cô. Thật lâu hắn mới từ từ nhả môi của cô ra. Bàn tay đang giữ chặt trên mặt của cô nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt nhẹ lên viền môi sưng đỏ ướt át, giọng trầm thấp cất lên như rượu làm say lòng người. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nói xong, hắn liền nắm lấy bàn tay của Hàn Dĩ Xuyến cùng cô đứng lên. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi bước ra khỏi vườn hoa.
Cái gì chứ? Về đại song khế, cậu điên rồi sao? Dĩ Xuyến. Bữa tối trong nhà của Hàn Dĩ Xuyến, ngoài cô và Tiểu Hiên còn có Thuyền An và mẹ Hàn nữa. Vừa nghe Hàn Dĩ Xuyến nhắc tới sẽ dẫn Tiểu Hiên về đại song khê thì Thuyền An đã vội buông đũa xuống, kinh ngạc rồi hỏi. Hàn Dĩ Xuyến vẫn tỏ ra rất bình thản, cô vừa bóc tôm vừa bỏ vào bát của Tiểu Hiên rồi nói. Tớ đã quyết định rồi, cũng đã hỏi ý kiến của Tiểu Hiên rồi. Mẹ con tớ sẽ dọn về đại song khê. Mẹ Hàn không vui mà nói. Không được, không được, mẹ phản đối. Dĩ Xuyến à, tuần sau chúng ta trở về New York ngay. Nói xong bà liền đứng lên rồi đi vào trong phòng, khiến cho Hàn Dĩ Xuyến vẫn còn chưa kịp nói gì thêm, cô chỉ có thể quay đầu sang nhìn Tiểu Hiên, mỉm cười rồi hỏi. Tiểu Hiên à, chúng ta sẽ về nhà của ba chứ? Cô đã hỏi Tiểu Hiên cả một buổi chiều rồi, Tiểu Hiên đều vui vẻ đồng ý, gật đầu thích thú. Nhìn con gái như vậy khiến cho cô rất hạnh phúc. Đang ăn cơm mà lại nghe mẹ hỏi, Tiểu Hiên liền ngẩng đầu, vui vẻ mà trả lời. Vâng ạ, Tiểu Hiên muốn cùng với mẹ về nhà của ba cơ. Hàn Dĩ Xuyến lại mỉm cười nhìn con. Thuyền An ngồi đối diện, thở dài mà nói. Dĩ Xuyến à, tuy rằng tớ không có ý kiến gì về việc cậu gặp gỡ Tử Lâm và việc cậu để Tiểu Hiên gặp anh ta, nhưng mà chuyện lần này dẫn con về ở chung với anh ta, tớ thấy rõ ràng là cậu đã có ý định hồi hôn với anh ta. Dĩ Xuyến à, cậu đã lầm lỡ một lần là đủ rồi, chẳng nhẽ cậu lại muốn đâm đầu vào chỗ đó lần nữa. Hàn Dĩ Xuyến im lặng nhìn con một lúc rồi mới thở ơ nói. Dù cậu có nói gì thì cũng vô ích thôi. Tiểu Hiên đã phải sống xa ba suốt 6 năm rồi, đã đến lúc tớ phải cho nó một gia đình. Thuyền An tức tới nỗi sặc nước miếng, hậm hực mà nói. Vậy là chẳng lẽ cậu thực sự muốn hồi hôn với anh ta? Hàn Dĩ Xuyến cậy cậy cơm trong chén rồi nói tiếp. Đó là chuyện của tớ. Cốc cốc cốc. Hàn Dĩ Xuyến gõ nhịp nhàng vào cửa phòng của mẹ rồi gọi. Mẹ à, mẹ đã ngủ chưa? Con có thể vào hay không? Giọng của mẹ Hàn lạnh nhạt trả lời. Con vào đi. Hàn Dĩ Xuyến hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Cô nhìn mẹ đang ngồi trên giường rồi xem gì đó, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi gọi. Mẹ à. Mẹ Hàn nhìn con gái rồi vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, lạnh nhạt mà gọi. Đến đây, ngồi đi. Hàn Dĩ Xuyến bước tới bên cạnh giường, ngồi xuống. Lúc này cô mới thấy được vật trên tay của mẹ. Hóa ra đó là ảnh chụp gia đình của cô. Mẹ Hàn đưa những bức ảnh chụp cho con gái rồi nói. Dĩ Xuyến à, từ lúc mẹ mang thai con cho tới khi sinh con ra, bà còn chưa bao giờ nói nửa câu nặng lời với mẹ, cũng chưa từng la dạy con quá mức. Đối với mẹ, ông ấy là một người chồng, một người cha tốt. Hàn Dĩ Xuyến đã biết mẹ đang định nói gì, cho nên cô không thể để cho bà nói ra mà nhanh chóng ngắt lời. Mẹ à, đối với con bây giờ Tử Lâm thật sự rất tốt. Đối với Tiểu Hiên, anh ấy là một người cha tuyệt vời nhất, cho nên con hy vọng mẹ có thể ủng hộ quyết định của con. Mẹ Hàn đặt ảnh sang một bên, giận dữ mà nói. Có phải là con điên rồi hay không? Chẳng nhẽ con đã quên những gì mà cậu ta đã đối xử với con và Tiểu Hiên 6 năm trước? Hàn Dĩ Xuyến kiên định trả lời. Con không quên, vì không quên cho nên con mới muốn quên. Con muốn cùng với anh ấy bắt đầu lại từ đầu, muốn dùng những ngày tháng tốt đẹp nhất của sau này để mà vùi lấp quá khứ đau thương kia. Mẹ Hàn không thể tin nổi mà nhìn con gái. Dĩ Xuyến à, 6 năm qua cứ mỗi lần mẹ nhắm mắt lại nhìn thấy cảnh con khóc tới sưng mắt, tuyệt vọng mà giữ lấy cái tên bạc tình bạc nghĩa kia. Còn có biết giây phút mẹ nhìn thấy cậu ta tới bệnh viện để mà sỉ nhục con và Tiểu Hiên, mẹ đã hạ quyết tâm như thế nào hay không? Mẹ ngày đêm khẩn cầu để cho cậu ta chết không được tử tế. Hai mắt của Hàn Dĩ Xuyến đã nhòa lệ, cô nghẹn ngào mà nói. Mẹ à, mẹ biết không, 6 năm qua con đã rất hận anh ấy. Con ôm mối hận đó mà nhìn Tiểu Hiên lớn lên. Con hận anh ấy, tưởng rằng chị Bình đã hết yêu anh ấy. Nhưng mà con đã lầm. Khi con gặp lại anh ấy, con muốn khóc. Con muốn khóc thật lớn vì con biết rằng mình thực sự rất nhớ anh ấy. Lúc đó con mới nhận ra 6 năm qua chưa giây phút nào con có thể quên anh ấy và hết yêu anh ấy. Càng hận thì càng yêu. Con không yêu anh ấy thì sẽ không hận anh ấy như vậy. Cô vừa nắm lấy tay của mẹ mình vừa nức nở nói. Mẹ à, con đã suýt mất Lâm 2 lần rồi. Con không thể mất anh ấy lần nữa. Con xin mẹ đó, hãy để con về với anh ấy đi. Mẹ Hàn sùi sụt lau nước mắt nhưng vẫn lạnh nhạt nói. Nếu như con muốn đi thì cứ đi đi, nhưng mà tuyệt đối không được mang cháu ngoại của mẹ đi. Hàn Dĩ Xuyến vừa khóc vừa nói. Mẹ à, sao mẹ có thể nói như vậy được chứ? Tiểu Hiên là con của con và Lâm mà mẹ. Mẹ Hàn giận dữ hừ một tiếng. Con của cậu ta, vậy thì trước đây
cậu ta có thừa nhận nó hay sao? Hàn Dĩ Xuyến cúi đầu mệt mỏi, nước mắt vẫn lăn dài trên má, mái tóc xoăn nhẹ che đi nửa khuôn mặt. Cô hơi cao giọng, mẹ à, coi như con cầu xin mẹ đấy được không? Con và Tiểu Hiên đều cần Lâm. Mẹ Hàn giật tung chăn lên, dứt khoát nằm xuống đắp chăn lên người, giận dỗi rồi nói, được rồi, muốn đi thì cứ đi, coi như mẹ không có đứa con như con là được. Hàn Dĩ Xuyến vén gọn lại tóc rồi đứng lên, đứng nghiêm và cúi đầu. Mẹ à, cho dù mẹ có đồng ý hay không thì con và Tiểu Hiên cũng sẽ dọn về đó. Nói xong cô nhẹ nhàng xoay người rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Mẹ Hàn ngồi dậy nhìn về phía cửa, tủi thân mà lau nước mắt. Tại cao ốc Đại Từ, phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Tự Lâm đang thu dọn các tập văn kiện trên bàn, chuẩn bị ra ngoài. Vừa thu dọn, hắn vừa hỏi, đã liên lạc với bác sĩ hay chưa? Triết Liệt đang đứng trước bàn, nghe hắn hỏi, liền trả lời, đã liên lạc và đặt lịch hẹn rồi, là sáng ngày mai. Tự Lâm gật đầu một cái, hắn sẽ chữa lành mắt cho Hàn Dĩ Xuyến, dù bằng hình thức nào đi chăng nữa. Thu dọn xong, hắn cầm lấy áo khoác và cặp sách, đưa cho Triết Liệt, rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Tại một quán cà phê được thiết kế bằng các loại kính trong suốt. Xung quanh cũng đặt rất nhiều các loại cây quý. Bên một chiếc bàn cuối cùng, Tony Quắc đang cầm một tờ báo che đi nửa khuôn mặt. Ông còn đeo một cặp kính mát và đội một chiếc mũ phớt. Trước mặt của ông là một tách cà phê, vẫn tỏa khói nghi ngút. Cửa quán cà phê được mở ra. Tự Lâm đối với bộ tây trang màu tối bước vào, đi tới trước mặt của Tony Quắc, dùng tiếng Anh để chào hỏi. Nhà thiết kế Tony, đã để ông phải đợi lâu. Tony Quắc vừa đặt tờ báo xuống bàn, định đứng lên chào hỏi, thì Tự Lâm đã ngoắc tay ông, bảo ông ngồi xuống. Tony Quắc thận trọng nhìn Tự Lâm rồi hỏi, Tự tiên sinh, một nhà doanh nhân giỏi như ngài đây, lại đích thân gặp mặt tôi như vậy, thực sự là rất vinh hạnh cho tôi. Tự Lâm gác chân trái lên đùi phải, nhếch mép rồi cười nói, phải làm phiền tới ông, tôi cũng cảm thấy có chút áy náy. Tony Quắc xua tay cười cười, Tự tiên sinh đừng có nói như vậy, không biết ngài tìm tôi có chỉ giáo gì hay không. Tự Lâm cũng không vòng vo nữa, trực tiếp mà nói, Dĩ Xuyến, bạn gái của tôi, cũng là học trò của ông, chuyện cô ấy sẽ không trở về New York, có lẽ ông đã nghe cô ấy nói. Tony Quắc không hề tỏ ra kinh ngạc mà gật đầu nói, con bé đã báo cáo lại với tôi. Tự Lâm đổi tư thế ngồi rồi hỏi, tại sao ông lại nhận cô ấy làm học trò chứ? Tony Quắc hơi bất ngờ khi nghe Tự Lâm hỏi như vậy. Ông im lặng nhìn hắn rồi thở dài nói, đây lẽ ra là bí mật giữa tôi và lão phu nhân, nhưng cuối cùng cũng đến lúc ngài hỏi tới thì tôi cũng không cần thiết phải giấu nữa. Thật ra thì năm đó vì lời nhờ vả của Tự lão phu nhân mà nhận Dĩ Xuyến làm học trò. Lão phu nhân muốn tôi đào tạo Dĩ Xuyến trở thành một nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Tự Lâm tuy giận mình sửng sốt nhưng vẫn tập trung nghe tiếp. Lúc đầu tôi thực sự không hiểu mục đích của lão phu nhân là gì. Về sau bà ấy mới nói cho tôi biết là vì ngài. Lão phu nhân nói bà ấy không muốn nhìn thấy thêm một người phụ nữ và một đứa trẻ bất hạnh. Cô không muốn thay ngài tạ lỗi với mẹ con Dĩ Xuyến. Có lẽ bà ấy đã hao tổn tâm sức để tìm hiểu về Dĩ Xuyến rất nhiều mới có thể hiểu được con người của cô bé. Dĩ Xuyến sẽ không nhận sự giúp đỡ của người khác mà bản thân không làm được gì cho họ. Con bé có ước mơ, có cá tính riêng, có sự tôn trọng của mình. Mà ước mơ lớn nhất của Dĩ Xuyến chính là có thể tạo ra những bộ trang phục đẹp nhất, mới lạ nhất, rồi mỉm cười thật hạnh phúc khi mọi người đều yêu thích quần áo mà con bé làm ra. Ngừng một lát, Tony Quắc lại nói tiếp. Hơn thế nữa, Dĩ Xuyến muốn dùng chính tiền do mình kiếm ra để nuôi con, chữa bệnh cho con. Tử Lâm không thể ngờ rằng người đứng sau lưng giúp đỡ Hàn Dĩ Xuyến suốt bao nhiêu năm qua lại là Tử lão phu nhân. Thậm chí Tử lão phu nhân còn làm được một việc rất ý nghĩa cho Hàn Dĩ Xuyến, có thể giúp cô thực hiện ước mơ, giúp cô bảo vệ Tiểu Hiên. Còn hắn, ngoài mang lại đau khổ cho cô thì hắn chẳng thể làm gì cả. Hắn đã lớn như vậy rồi, tự tin là mình đã trưởng thành, nhưng vẫn luôn sống dưới sự bao bọc của bà nội, của một người mẹ. Hỏi làm sao hắn có đủ tư cách để bảo vệ người phụ nữ của mình chứ, bảo vệ đứa con của họ, bảo vệ gia đình này. Hàn Dĩ Xuyến, đời này kiếp này hắn đã nợ cô rất nhiều. Taxi dừng lại trước cổng của Đại Song Khê. Tài xế taxi giúp Hàn Dĩ Xuyến chuyển vali xuống rồi nhận tiền rồi rời khỏi. Hàn Dĩ Xuyến nắm tay của Tiểu Hiên, nhìn tòa biệt thự trước mặt. Nơi này đã lâu lắm rồi, đã 6 năm trôi qua, cô không có ở đây. Bây giờ nó đã thay đổi rất nhiều. Cô vẫn còn nhớ ngày cô rời khỏi đây. Hôm đó là giữa mùa thu, toàn bộ cây cối trong vườn của Đại Song Khê và dọc đường đi đều phủ một sắc buồn mang mác. Hôm đó cô đã khóc rất nhiều. Cả thế giới đã sụp đổ ngay trước mắt của cô. Khi cô bế Tiểu Hiên rời khỏi người đàn ông đó,
người đàn ông mà cô đã yêu bằng xương máu và sinh mệnh. Hôm nay cô lại một lần nữa trở về đây, cho dù sau này là hạnh phúc hay khổ đau thì cô cũng đã sẵn sàng chuẩn bị đón nhận. Tiểu Hiên của cô, con của cô và người đàn ông đó bây giờ đã lớn, cô không muốn để con phải sống thiếu ba nữa. Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói nhí nhảnh của Tiểu Hiên vang lên. Mẹ ơi, đây thật sự là nhà của ba hay sao? Tại sao lại giống tòa lâu đài của hoàng tử và công chúa quá? Hàn Dĩ Xuyến quay sang nhìn con, mỉm cười gật đầu. Phải, Tiểu Hiên, đây là nhà của ba. Từ hôm nay Tiểu Hiên sẽ sống ở đây cùng với ba và mẹ, chịu không nào? Tiểu Hiên thích thú vỗ tay, tươi cười mà gật đầu. Quá hậu, tuyệt quá, Tiểu Hiên rất thích. Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười nhìn con, rồi khẽ nói. Nào, Tiểu Hiên, con nhấn chuông đi nào. Tiểu Hiên gật gật cái đầu nhỏ, rồi đi tới cạnh chuông cửa, nhón gót chân lên, đưa bàn tay nhỏ xíu của mình nhấn chuông. Đinh đông, đinh đông. Ba tiếng chuông cửa vừa vang lên, ngay lập tức đó có người làm chạy ra, vừa mở cổng vừa hỏi. Xin hỏi hai người. Cô người làm vẫn còn chưa kịp nói hết câu thì đã đứng ngẩn ra đó, nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang tươi cười nhìn mình, còn dắt tay một bé gái nữa. Cô người làm xúc động mà gọi. Thiếu phu nhân, thật sự là chị sao? Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười rồi khẽ nói. Đã lâu không gặp. Cô người làm mừng rỡ gọi lớn. Thím Vương, Thím Vương, mau ra đây bạn xem, ai về đây này? Nghe tiếng gọi, Thím Vương và ba người làm khác liền đi ra. Giọng của Thím Vương quở trách vang lên. Tiểu Hồng à, làm cái gì bà la lối? Dĩ Xuyến. Bước chân của bà và ba cô người làm đều khựng lại khi nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang đứng trước cổng. Bà không thể tin nổi vào mắt của mình nữa. Dĩ Xuyến, thực sự là cháu đây sao? Hàn Dĩ Xuyến xúc động nhìn bà, cô vừa lau nước mắt vừa bật cười. Thím Vương, cháu đã về rồi đây. Thím Vương vội vã chạy tới để xác nhận sự thật này. Bà cố nén xúc động mà sờ lên má của Hàn Dĩ Xuyến, rồi nghẹn ngào nói. Thực sự là cháu rồi, Dĩ Xuyến à, là cháu thật rồi. Dứt lời bà liền ôm chầm lấy Hàn Dĩ Xuyến, nước mắt ròng rã tuôn rơi như vừa được gặp lại đứa con gái đã thất lạc nhiều năm. Những người làm đứng ở phía sau cũng liên tục lau nước mắt rồi gọi. Thiếu phu nhân à, chúng tôi thực sự rất nhớ cô. Khi Thím Vương buông Hàn Dĩ Xuyến ra, bà mới nhìn tới Tiểu Hiên nãy giờ đang đứng bên cạnh. Toàn thân của bà cứng đờ, hai tay run rẩy, từ từ cúi xuống trước mặt của cô bé, nghẹn ngào mà hỏi. Tiểu Hiên, là Tiểu Hiên có đúng hay không? Tiểu Hiên cười cười rồi khoanh tay lại, cúi đầu chào hỏi. Tiểu Hiên, chào bà ạ. Thím Vương càng xúc động hơn nữa. Đứa bé năm đó, bà đã hết mực bảo vệ và yêu thương, nay đã lớn tới như vậy rồi hay sao? Bà run rẩy ôm lấy Tiểu Hiên, không kìm được nước mắt mà nói. Tiểu Hiên, thật tốt quá. Thật tốt vì đáo đã trở về. Sợ con thấy lạ lắm cho nên Hàn Dĩ Xuyến liền giải thích. Tiểu Hiên, đây là bà Vương. Bà đã chăm sóc cho con lúc còn nhỏ. Nghe mẹ nói như vậy, Tiểu Hiên mới an tâm mà ôm lấy Thím Vương vỗ về. Những người làm phía sau cùng xách ba ly giúp cho Hàn Dĩ Xuyến và Tiểu Hiên. Thím Vương đi cùng với Hàn Dĩ Xuyến, còn Tiểu Hiên thì được mẹ dắt tay đi bên cạnh. Thiếu phu nhân à, chị đi lâu như vậy nhưng mà phòng của chị vẫn được bọn em lau dọn mỗi ngày đấy. Phải đó, thiếu phu nhân, đó là lệnh của thiếu gia. Thiếu gia ngày nào cũng sang phòng của chị để kiểm tra từng hạt bụi nữa. Những người làm vừa xách vali, vừa luyên thuyên nói. Hàn Dĩ Xuyến cưỡng cười nói với bọn họ. Chúng tôi đã ly hôn rồi, tôi cũng không còn là thiếu phu nhân nữa. Mọi người cứ gọi tôi là Dĩ Xuyến như trước kia được rồi. Đám người làm tiếc nuối gật đầu, Thím Vương cười cười rồi nói tiếp. Phải rồi Dĩ Xuyến, phòng của Tiểu Hiên cũng đã được chuẩn bị và trang trí xong rồi. Cháu sẽ ở phòng của Tiểu Hiên hay là phòng của thiếu gia? Tim của Hàn Dĩ Xuyến đập nhanh vài nhịp. Cô cúi xuống nhìn Tiểu Hiên một chút rồi ngập ngừng hỏi. Thím Vương à, Lâm anh ấy có thường xuyên về đây hay không? Thím Vương đau buồn thở dài nói. Từ sau cơn sốt 6 năm trước, đêm nào thím cũng thấy thiếu gia tới phòng cũ của cháu. Hàn Dĩ Xuyến im lặng cắn môi, dắt Tiểu Hiên vào trong phòng khách. Cô thực sự kinh ngạc vì cấu trúc của phòng khách vẫn như 6 năm trước, chẳng thay đổi một chút nào. Dù là một chút vị trí nhỏ đặt bàn, Tiểu Hiên thì thích thú ngắm nhìn tòa biệt thự rộng lớn, không ngừng mà khen ngợi. Wow, mẹ ơi, nhà của ba to thật đó, rộng nữa, còn rất đẹp nữa. Tiểu Hiên thực sự sẽ được sống ở đây sao mẹ? Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười nhìn con, gật đầu dịu dàng nói. Đúng vậy, Tiểu Hiên à, mẹ sẽ ở đây cùng với ba. Những người làm phía sau không biết phải di chuyển vali của Hàn Dĩ Xuyến vào phòng nào,
thì thím Phương đã giúp họ. Dĩ Xuyến à, thím sẽ cho chuyện vali của cháu vào phòng của thiếu gia nha. Hàn Dĩ Xuyến do dự mà trả lời. Mọi người đem vali lên lầu giúp tôi là được rồi. Thím Vương à, cho cháu mượn chìa khóa phòng của Lâm. Còn nữa, thím có thể giúp cháu dẫn Tiểu Hiên về phòng hay không? Thím Vương cười rạng rỡ gật đầu rồi đi lấy chìa khóa phòng cho Hàn Dĩ Xuyến. Dĩ Xuyến à, thiếu gia vẫn còn ở công ty, hay là để thím gọi điện thoại báo cho cậu ấy một tiếng? Hàn Dĩ Xuyến nhận lấy chìa khóa, cười cười lắc đầu. Cháu có thể đợi anh ấy tới lúc tan làm mà. Nói xong cô ngồi xuống nói nhỏ với Tiểu Hiên. Tiểu Hiên à, bà đã chuẩn bị phòng cho con rồi, con theo bà Vương về phòng trước được hay không? Lát nữa mẹ sẽ qua với con. Tiểu Hiên vui vẻ mà gật đầu rồi đưa tay cho thím Vương theo bà lên lầu. Hàn Dĩ Xuyến cũng đi lên. Cô dừng lại trước cửa phòng của Tử Lâm, lấy chìa khóa mở cửa ra. Cửa phòng được mở ra, Hàn Dĩ Xuyến từ từ bước vào bên trong rồi đóng cửa lại. Cô cẩn thận quan sát xung quanh. Phòng ngủ vẫn như vậy, vẫn như trước đây cô đã từng ở với Tử Lâm. Mọi thứ trong đây vẫn nguyên vẹn như cũ. Những bức ảnh cưới của cô và Tử Lâm không hề mất đi bức nào. Ảnh treo trên đầu giường, ảnh đặt trên tủ bàn, kệ sách đều được đặt giống như trước đây. Hàn Dĩ Xuyến đi tới giường rồi ngồi xuống. Cô đưa tay chạm vào tấm ga giường, lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo. Chẳng nhẽ Tử Lâm thực sự đã không ngủ trên chiếc giường này từ lâu. Cô ôm chiếc gối ở vị trí của hắn lên, đưa lên mũi ngửi thử, không có gì cả. Tử Lâm thực sự không có ngủ ở đây. Vậy suốt cuộc 6 năm qua, hắn đã ngủ ở đâu chứ, ngủ như thế nào? Hàn Dĩ Xuyến đặt lại chiếc gối trở về vị trí cũ, rồi cầm lấy bức ảnh cưới trên chiếc tủ nhỏ. Cô ngắm nhìn rồi vuốt ve gương mặt của Tử Lâm trong ảnh, còn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, cười thật ngọt ngào. Lâm à, em về rồi đây. Cô ngắm nghía thật lâu mới đặt bức ảnh về vị trí cũ. Lúc cô đặt ảnh xuống, bịch một cái, một chiếc lọ nhỏ bằng nhựa màu trắng rơi từ trên bàn xuống, lăn lóc dưới chân của Hàn Dĩ Xuyến. Cô kinh ngạc cúi xuống nhặt chiếc lọ lên xem, và xem nhãn mác trên đó là thuốc ngủ. Toàn thân của Hàn Dĩ Xuyến cứng đờ như vừa bị rút đi linh hồn. Hai tay của cô bắt đầu run rẩy, một tay nắm chặt ga giường, một tay cầm lọ thuốc, cơ hồ như muốn bóp méo tất cả. Hai mắt của cô nhìn về phía trước, không hề có tiêu cự. Một màn nước mỏng đã bắt đầu vương trên mắt của cô. Không có em, tôi không ngủ được. Dĩ Xuyến à, anh buồn ngủ lắm. 6 năm qua, anh ngày nào cũng rất buồn ngủ. Từ cơn sốt sau đó, Tự Tiên Sinh không thể ngủ được nữa. Thỉnh thoảng phải dùng tới thuốc ngủ mới có thể có được giấc ngủ khoảng 4 tiếng. Tử Lâm thực sự đã dùng tới thuốc ngủ, ngủ suốt thời gian qua sao? Thực sự là không có cô ở bên cạnh, hắn không thể ngủ hay sao chứ? Hai hàng nước mắt lăn dài trên má của Hàn Dĩ Xuyến, từng giọt đua nhau rơi xuống. Cô phải làm sao đây? Cô thực sự đã quá tàn nhẫn, là cô đã hại hắn. Sao không gọi anh tới đón em chứ? Tử Lâm mở cửa, bước vào bên trong. Hàn Dĩ Xuyến cũng không biết. Hắn đập cặt sách xuống sofa, rồi cởi áo khoác, áo di lê ra, nhìn cô hỏi. Định gây bất ngờ gì cho anh đây? Khi hắn vừa họp xong thì nhận được điện thoại của thím Vương thông báo mẹ con Hàn Dĩ Xuyến đã về Đại Song Khê, cho nên hắn đã hủy tất cả lịch trình chiều nay mà chạy về đây gặp cô. Hỏi xong vẫn không thấy cô trả lời, chỉ thấy cô ngồi yên ở trên giường, mái tóc xoăn nhẹ che đi gần hết nửa khuôn mặt. Trên tay của cô cầm vật gì đó rất chặt. Tử Lâm kinh ngạc bước tới gần cô, dịu dàng mà gọi. Dĩ Xuyến à, em định lơ anh đi hay sao chứ? Cô vẫn không nói gì. Tử Lâm thoáng hoảng loạn, ngồi xuống bên cạnh cô, vội đưa tay vén nhẹ tóc của cô lên. Những giọt nước mắt long lanh đập vào mắt của hắn, làm cho hắn luống cuống cả tay chân. Vội giữ lấy hai tay trên vai đang run rẩy của cô, xoay người cô lại đối diện với mình, lo lắng mà hỏi. Dĩ Xuyến à, em sao vậy chứ? Vừa nói, hắn vừa lau nước mắt cho cô. Hoan nào, nói anh nghe, có phải là em không khỏe hay không? Dĩ Xuyến, đừng có làm anh sợ chứ. Thấy cô càng khóc nhiều hơn, hắn mới chú ý tới vật mà cô đang cầm trong tay. Hắn liền lấy nó ra khỏi tay của cô, nhìn thấy lọ thuốc ngủ của mình, hắn lại nhìn cô và hỏi. Em lấy nó ở đâu chứ? Hàn Dĩ Xuyến ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, nghẹn ngào mà hỏi. Lâm à, anh thực sự dùng tới những thứ thuốc này hay sao? Tử Lâm trầm tư một lúc, rồi áp hai tay vào bên má của cô, khẽ nói. Dĩ Xuyến à, chỉ những lúc anh buồn ngủ quá mới dùng tới thôi. Bụng một cái, Hàn Dĩ Xuyến không chút do dự mà ném mạnh lọ thuốc vào thùng rác. Cô nuốt nước mắt nói. Từ nay anh không được như vậy nữa. Vừa nói cô vừa nức nở từng tiếng. Không được phép coi thường sức khỏe của mình nữa. Càng không được bỏ bữa, uống vitamin thay bữa tối, uống cà phê thay bữa sáng, làm việc thâu đêm. Em không muốn.
Tử Lâm dỗ dành cô như dỗ dành một đứa trẻ, vừa lau nước mắt cho cô, vừa nói. Được rồi Dĩ Xuyến à, em đừng khóc nữa, ngoan nào. Anh hứa với em tự này, sẽ ăn uống đầy đủ được chưa nào? Nghe vậy Hàn Dĩ Xuyến mới tự tự nín khóc, nhưng vẫn còn tiếng nức nở. Tử Lâm vén gọn tóc của cô lại, cũng chán mình lên chán của cô, thì thầm rồi nói. Nhưng mà phải có em ở bên cạnh, anh mới có thể ngủ được. Không cần suy nghĩ, Hàn Dĩ Xuyến liền hai vòng tay lên cổ của hắn, rồi ôm thật chặt. Cô còn chủ động hôn lên môi của hắn, nói trong tiếng nức nở. Em ngủ bên cạnh anh là được rồi chứ gì. Tử Lâm hài lòng ôm cô thật chặt sau lưng, rồi hôn thật sâu vào môi của cô, hôn tới nỗi nghiện không thể nào mà dứt ra. Hàn Dĩ Xuyến cũng rất nhiệt tình đón nhận và đáp trả nụ hôn của hắn. Trong một căn phòng sách tràn ngập mùi gỗ hương, bàn ghế, tủ, sàn, tường trong căn phòng này đều được làm từ các loại gỗ quý. Cửa sổ lớn nhất và cũng là duy nhất của căn phòng được che lại bởi một tấm rèm cửa màu cam. Bên trong căn phòng cũng bị giảm bớt ánh sáng. Bên ngoài bàn làm việc, hai người đang đối diện với nhau. Hắc Long à, tôi tưởng ông có thể giúp tôi giải quyết cái tên nhóc Tử Lâm, cho nên tôi mới tập trung anh em tấn công người của nó ở Bắc Phi. Kết quả là lại bị cái tên nhóc đó cho một đống xác. Mối nhục này tôi mà không trả thì không phải là Lão Tam. Người vừa nói là Lão Tam vài ngày trước đã bị thất thế ở Bắc Phi. Đối diện với ông ta là Hắc Long, thủ lĩnh của Hắc Long Bang. Đặt điếu xì gà vào gạt tàn, ông ta suy tư nói. Lão Tam à, ông cứ bình tĩnh trước đi đã. Tử Lâm không phải một thằng nhãi bình thường. Năm đó tôi huấn luyện nó, nhưng nó chỉ trong một năm đã gần đuổi kịp khả năng của tôi. 17 tuổi, nó đã có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh của bang thì không dễ dàng bị hạ gục như vậy đâu. Lão Tam không vui mà suy xét. Vậy là không có cách nào hạ được nó hay sao chứ? Tôi phải chịu đựng để nó hớt tay trên của tôi hay sao? Hắc Long nở nụ cười mưu mô rồi lắc đầu nói. Không không không, thằng nhãi đó có điểm yếu. Hai mắt của Lão Tam sáng rực, vui mừng mà hỏi. Là gì chứ? Đàn bà sao? Thuốc sao? Hắc Long lấy ra một bức ảnh đưa cho ông ta rồi thỏa mãn nói. Là hai người này. Lão Tam cầm bức ảnh lên, đó là ảnh chụp của một người phụ nữ và một bé gái đang đứng trước cổng đài Song Khê. Hai người này không phải là ai khác mà chính là Hàn Dĩ Xuyến và Tiểu Hiên. Bọn họ là ai chứ? Hắc Long cười gian nói. Là vợ cũ và con gái của Tử Lâm. Người phụ nữ này chính là điểm yếu chí mạng của cái thằng nhãi đó. Nếu như có được cô ta trong tay thì tôi muốn Tử Lâm bò nó cũng phải bò, muốn nó liếm giày thì nó sẽ liếm ngay. Lão Tam tuy có chút mừng rỡ nhưng cũng rất hoài nghi. Như ông nói thì cô ta chỉ là vợ cũ. Tử Lâm đã từng không trân trọng cô ta cho nên mới ly hôn. Vậy làm sao có thể chắc chắn cô ta đối với Tử Lâm quan trọng tới như vậy chứ? Hắc Long cười khoái chí nói. Tôi sẽ không chắc chắn nếu như chưa điều tra rõ ràng. Ông ta đã moi hết tất cả thông tin về Hàn Dĩ Xuyến và mối quan hệ giữa cô và Tử Lâm. Chuyện Tử Lâm giết đám người từng muốn cường bạo Hàn Dĩ Xuyến, tới chuyện hắn đột nhiên đầu tư vào lĩnh vực thời trang, một lĩnh vực không mang lại lợi nhuận gì cho đại từ. Ngay cả chuyện Tử Lâm từng đổ bệnh vì Hàn Dĩ Xuyến, tất cả Hắc Long đều đã moi được ra hết. Lão Tam nhìn dáng vẻ đắc thắng của Hắc Long cũng cảm thấy tự tin hơn, ông ta thử hỏi. Vậy tiếp theo ông định làm gì chứ? Bắt cóc à đàn bà đó hay sao? Hắc Long không nói được gì mà chỉ cười, nụ cười cực kỳ xảo trá. Tiểu Hiên cùng với người làm ở trong đại Song Khê cũng đang chơi rượt mắt ở trong vườn hoa. Tiếng cười khanh khách của trẻ con, tiếng cười đùa hớn hở của người lớn vang lên khắp nơi, làm náo động cả biệt thự. Bên bàn trà trong vườn, Hàn Dĩ Xuyến ngồi nhìn con gái nô đùa. Cô ngồi bó gối trên ghế, nụ cười rất hạnh phúc và ngọt ngào. Tiểu Hiên của cô trước đây chưa từng được vui chơi thỏa thích như vậy, chỉ có thể chạy nhảy được 10 phút là phải về phòng nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ cô bé có thể chơi đùa như những đứa trẻ khác, thực sự là rất may mắn. Còn nóng đây, uống đi. Một cốc sữa xuất hiện ngay trước mặt của cô, khiến cho cô giật mình ngẩng đầu lên. Tử Lâm đang cầm một cốc sữa, đặt xuống bàn xong, thì hắn cũng ngồi xuống bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến. Sao vậy chứ? Hắn nhìn cô đang ngớ ngẩn mà hỏi. Hàn Dĩ Xuyến đúng túng lắc đầu, đưa tay đón lấy cốc sữa đang rất ấm. Cảm ơn anh. Rồi đưa cốc sữa lên môi, cẩn thận uống một ngụm. Tử Lâm vừa nhìn cô uống, vừa vén tóc cho cô. Đợi đến khi cô đưa cốc sữa ra, hắn vẫn chăm chú nhìn cô. Lần này là những vệt sữa vẫn còn dính lại trên môi của cô. Hắn từ từ đưa ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào khiến cho Hàn Dĩ Xuyến ngượng nghịu nhìn hắn. Ở đây còn dính rất nhiều sữa.
Nói xong, Tử Lâm liền tiến sát lại khuôn mặt gần cô hơn, môi bạc từ từ áp lên môi của cô, từ từ đưa đầu lưỡi liếm hết sữa trên viền môi của cô, xong lại đưa tay nhẹ lau một lần nữa. Rất ngọt. Mặt của Hàn Dĩ Xuyến đỏ tới mức không thể đỏ hơn nữa, nóng gian như muốn thiêu đốt cả trái đất. Cô lắp bắp nói. Lâm à, em muốn vào trong. Nghe cô nói như vậy, hắn lại cố tình bẻ cong ý của cô, cười cười đầy mờ ám. Em nóng vội như vậy hay sao? Vẫn còn chưa tới tối mà. Hàn Dĩ Xuyến biết hắn cố tình trêu chọc mình, cho nên chỉ muốn trốn thật nhanh. Cô lúng túng định đứng lên thì lại bị Tử Lâm kéo lại gần hơn nữa, để cho cô ngồi trên đùi của hắn. Một tay giữ lấy vòng eo của cô, tay kia đang nhẹ vén tóc của cô, ghé sát vào môi của cô mà thì thầm. Dĩ Xuyến à, anh cuốn em. Một chiếc xe thương vụ đã được chuẩn bị sẵn ở bên ngoài, bên cạnh là mấy tên vệ sĩ cung kính mà cúi chào. Ông chủ Long. Hắc Long bước tới trước cửa xe rồi dừng lại, quay sang hỏi tên thuộc hạ thân tín nhất. Đã tìm hiểu được những gì rồi? Tên thuộc hạ cung kính đáp. Thưa ông chủ, Từ Thiên Tần đêm nào cũng tới cửa lắp để mượn rượu giải sầu. Quan hệ giữa cậu ta và Tử Lâm càng lúc càng căng thẳng. Đến bây giờ cậu ta chỉ là một tên bù nhìn thôi. Hắc Long gật đầu một cái rồi nói. Được rồi, sắp xếp cho tôi gặp cậu ta. Tên thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh rồi đi tới mở cửa cho Hắc Long. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi. Reng reng reng, chuông điện thoại của Tử Lâm đột nhiên vang lên. Hắn đã cố tình lờ đi ba lần nhưng nó vẫn không ngừng reo. Hắn chỉ đành hậm hực mà bắt máy. Nói đi. Đầu dây bên kia chuyển tới, giọng nói vô cùng khẩn trương của Triết Liệt. Từ tiên sinh, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tử Lâm thoáng nhìn qua Hàn Dĩ Xuyến đang cắn chặt môi rồi lạnh lùng nói. Nói rõ hơn đi. Triết Liệt đang khẩn trương suy xét. Ba vị nghi trưởng của BAM vừa bị sát hại tại Hồng Kông, thủ cấp của bọn họ đã được gửi trả cho chúng ta. Tử Lâm trầm mặc một lúc rồi nói. Chuẩn bị xe. Nói xong hắn ném điện thoại sang một bên rồi cúi xuống hôn lên trán của Hàn Dĩ Xuyến. Dĩ Xuyến à, anh phải đi một lát. Hàn Dĩ Xuyến ấm ức mà lắc đầu, hai tay giữ chặt tay của hắn. Lâm à, đừng mà, em đang trêu em sao? Đừng đi. Tử Lâm nhìn cô đầy ôn nhu, tặng cho cô một nụ hôn xin lỗi lần nữa. Tối nay anh sẽ bù cho em, ngoan nha, ở nhà đợi anh. Hai chân của Hàn Dĩ Xuyến đang quấn chặt lưng của hắn, cô lắc đầu uất ức. Không được đâu, em không muốn anh đi. Tử Lâm im lặng, cúi đầu hôn lên môi của cô. Lợi dụng lúc cô đang chậm luân trong nụ hôn của hắn, hắn kéo hai chân của cô ra khỏi thắt lưng, tàn nhẫn mà đứng lên. Dĩ Xuyến à, chỉ một lát thôi. Dứt lời hắn liền đi vào phòng tắm. Hàn Dĩ Xuyến hụt hẫng kéo chăn che kín người, ấm ức nhìn về phía cửa phòng tắm rồi buồn bã nằm xuống giường, kéo chăn phụ qua đầu. Khi Tử Lâm vừa tắm xong đi ra, không nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đâu, chỉ thấy chiếc chăn nhô lên cao. Hắn biết là cô đang ở bên trong, cho nên liền bước tới ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng mà nói. Dĩ Xuyến à, em ổn chứ? Hàn Dĩ Xuyến vẫn trốn trong chăn, không chịu ló mặt ra, bất mãn mà nói. Nếu như em nói em không ổn thì sao? Anh sẽ ở lại hay sao chứ? Tử Lâm nhìn cô một lúc rồi đứng lên. Hắn mặc xong quần áo rồi bước lại bên cạnh giường lần nữa, thấp giọng mà nói. Anh đi đây. Dứt lời liền đứng lên sải bước về phía cửa. Hàn Dĩ Xuyến uất ức nằm trong chăn, chỉ nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, cô càng che kín đầu hơn, nhắm mắt lại. Tòa nhà hội nghị của BAM. Mấy chiếc xe thương vụ dừng lại trước cửa lớn của tòa nhà hội nghị. Đã có rất nhiều người của BAM đi tới, tuy sốt ruột khẩn trương nhưng vẫn không quên cúi đầu chào. Từ tiên sinh. Triết Liệt nhanh chóng mở cửa cho Tử Lâm, cúi đầu mà cung kính. Tử Lâm vừa cà lại cúc áo khoác vừa đi vào đại sảnh. Họ ở đâu chứ? Hắn vừa bước vào phía phòng hội nghị vừa lạnh lùng hỏi những người đi theo bên cạnh. Một người đàn ông độ tuổi trung niên lo lắng mà nói. Từ tiên sinh, thủ cấp của ba vị nghị trưởng đã được đặt tại phòng tang lễ. Vì chưa nhận được thi thể của bọn họ cho nên vẫn chưa thể tiến hành mai táng. Tử Lâm nhắm mắt lại một lúc rồi chậm tư nói. Là kẻ nào chứ? Người đàn ông đó tỏ vẻ bất mãn nói. Tử tiên sinh, là người của Hắc Long Bang đã ra tay. Tử Lâm bước nhanh tới phòng tang lễ, những người khác cũng theo sau. Trong phòng tang lễ, ba chiếc bàn bằng gỗ lớn được đặt giữa phòng. Những chiếc bàn này được chạm khắc biểu tượng của BAM, một cái đầu sói tuyết có dấu sao tám cánh ngay giữa ấn đường. Trên mỗi chiếc bàn gỗ đặt một chiếc khay bằng vàng đang để vật gì đó được che lại bởi một tấm vải đen. Trong lòng của Tử Lâm không khỏi dâng lên một hồi đau thương tiếc nuối. Đó là thuộc hạ đã luôn theo bên cạnh hắn rất lâu, còn đem lại khá nhiều chiến tích cho BAM. Cả ba nghi trưởng của BAM đều bị sát hại ở Hồng Kông nhưng vẫn chưa nhận được xác
Tự Lâm cúi đầu trước ba thủ cấp, rồi cẩn thận đóng tấm vải lại. Hai tay của hắn cuộn chặt thành nắm đấm. Trong mắt hắn hẳn lên một tia máu lửa. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ đưa được xác của ba người họ về, chôn cất toàn thây. Và hắn nhất định sẽ đem đầu của Hắc Long tới, cùng tế ba người bọn họ. Tự tiên sinh. Chiếc liệt sử máy trên tay bước tới gần Tự Lâm, nói nhỏ vào tai của hắn. Tự tiên sinh, là Hắc Long. Những người xung quanh đều bắt đầu tò mò nhìn hai người. Tự Lâm tháo găng tay ra, lạnh lùng xoay người ra khỏi tang lễ. Chiết Liệt cũng bước nhanh theo. Bên ngoài phòng tang lễ, gương mặt của Tự Lâm tràn ngập băng lạnh. Hắn nhận điện thoại lấy từ tay Chiết Liệt rồi nói: Hắc Long, đã lâu rồi không gặp. Giọng ồ ồ cùng với tiếng cười sảng khoái của Hắc Long chuyển tới. Tự Lâm, món quà mà tôi tặng cậu như thế nào chứ? Tự Lâm nhếch môi cười nhạt, thở ơ mà nói: Món quà đó thực sự nhỏ tới mức tôi phải nghi ngờ lòng rộng lượng của ông. Hắc Long cười vang như sấm rồi nói: Tự Lâm, thù giết cha nuôi, tôi sẽ tự tử tính với những người bên cạnh của cậu. Tự Lâm chỉ muốn chửi thề nhưng vẫn bình thản nói: Thẳng thắn một chút đi nào, ông muốn như thế nào mới có thể đưa ba thi thể đó cho tôi chứ? Hắc Long cười ho tới sặc sụa. Tự Lâm đúng là rất thẳng thắn đấy. Cậu rút khỏi New Zealand đi, tôi sẽ lập tức hoàn trả thi thể của ba tên nghi trưởng này. Tự Lâm nở nụ cười nhàn nhạt rồi nói tiếp: Hẹn gặp nhau ở New Zealand. Nói xong liền cúp máy rồi ném điện thoại cho Chiết Liệt. Tập trung người của chúng ta lại, tới Hồng Kông cướp thi thể, dù không nguyên vẹn vẫn phải mang về. Chiết Liệt tuy hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu nhận lệnh. Tự Lâm sải bước về phía cửa lớn. Đại Song Khê trong phòng ăn, Hàn Dĩ Xuyến đang cùng với Tiểu Hiên ăn tối thì nghe được tiếng động cơ xe, tiếng mở cổng, tiếng chào của những người làm cùng với Thiếm Vương, tiếng bước chân dứt khoát mạnh mẽ của người đàn ông. Thiếu gia, cậu đã về. Tiểu Hiên vui mừng nhảy xuống ghế rồi chạy ra bên ngoài phòng khách đón Tự Lâm. À, bà đã về, bà về rồi. Hàn Dĩ Xuyến ngồi yên trong phòng ăn mà ăn tối, chẳng buồn để ý tới xung quanh. Một lúc sau, Tự Lâm đã bế Tiểu Hiên đi vào. Nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi ăn cơm ngon lành, hắn vừa giận vừa yêu mà gọi: Dĩ Xuyến, anh về rồi. Hàn Dĩ Xuyến cũng chẳng thèm quan tâm, cô ngước lên nhìn Tiểu Hiên ở trên tay của hắn rồi khẽ nói: Mau qua đây ăn hết cơm nào con. Tiểu Hiên đúng điệu không muốn xuống. Hàn Dĩ Xuyến thấy vậy cũng không muốn nói nữa, cô lấy giấy ăn lau tay lau miệng rồi đứng lên đi thẳng lên lầu. Tự Lâm nhìn qua là biết cô đang giận chuyện lúc chiều. Hắn không thấy lo lắng mà chỉ cảm thấy buồn cười, cúi xuống nói với Tiểu Hiên: Tiểu Hiên à, mẹ giận ba rồi, bây giờ ba phải vào xin lỗi mẹ đây, con ăn cơm với bà Vương được không? Tiểu Hiên cười tủm tỉm rồi gật gật đầu nhí nhảnh mà nói: Vâng ạ, Tiểu Hiên sẽ ngoan ngoãn ăn hết cơm, cho nên ba mau làm cho mẹ hết giận đi nhá. Tử Lâm nở nụ cười hài lòng rồi véo nhẹ lên má của con, đưa bé cho Thím Vương rồi đi lên lầu. Tử Lâm vừa vào phòng đã không thấy Hàn Dĩ Xuyến đâu nữa. Hắn vừa bước lại phía giường vừa gọi: Dĩ Xuyến à, chúng ta nói chuyện một lát đi. Nhưng bước chân của hắn khựng lại vì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hắn biết cô đang tắm cho nên tự từ thả lỏng cơ thể. Hắn cởi bỏ áo khoác, áo di lê, cà ravat ném lên sofa, lên giường rồi mệt mỏi nằm dài xuống. Tay đặt trên trán, tay cởi bỏ vải cúc áo ở trên cổ. Một lúc sau, Hàn Dĩ Xuyến mới từ trong phòng tắm đi ra. Trên người của cô chỉ quấn quanh một chiếc khăn tắm đơn giản, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Nhìn thấy Tự Lâm nằm trên giường, cô cũng chẳng quan tâm mà bước tới bàn trang điểm, ngồi xuống, bắt đầu lấy máy sấy sấy tóc. Tự Lâm nhìn cô lơ mình, lập tức ngồi dậy, thấp giọng mà gọi: Dĩ Xuyến à, em định như vậy tới khi nào đây? Hàn Dĩ Xuyến vừa sấy tóc, vừa nhìn vào trong gương, lạnh nhạt mà nói: Em chẳng làm sao cả. Tự Lâm nở nụ cười đầy sủng nịnh, bước xuống giường đi tới bên cạnh cô, cúi người xuống ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ của cô, hít lấy mùi hương trên tóc của cô, rồi thì thầm nói: Dĩ Xuyến à, anh xin lỗi về chuyện lúc chiều, anh đã nói là sẽ bù lại cho em. Hàn Dĩ Xuyến không vui, đẩy hắn ra, cô cất máy sấy tóc đi, lấy kem dưỡng thoa đều lên hai tay, hai mặt, rồi lạnh nhạt nói: Em không muốn hy vọng lần nữa đâu. Nhưng Tự Lâm không hề dễ dàng từ bỏ, hắn nhìn cô, nở một nụ cười đắc ý, liền tới ôm cô lần nữa, trêu chọc cô: Nhưng rõ ràng là em đang hy vọng, không phải hay sao? Nếu không thì tại sao lại ăn mặc như vậy chứ? Để quyến rũ anh. Tay đang cầm lọ kem của Hàn Dĩ Xuyến chợt khựng lại. Cô chột dạ vì lời của Tự Lâm nói, lúng túng đẩy nhẹ tay của hắn ra. Em không có. Tự Lâm không những không buông tay của cô ra,
mà còn ôm chặt cô hơn. Hắn bắt đầu hôn khắp vai, lưng của cô. Bàn tay của hắn cũng sờ dọc theo cánh tay của cô, tới lọ kem dưỡng trên tay của cô, nhẹ nhàng giật lấy rồi khẽ nói: "Để anh." Dứt lời, hắn liền ngồi xuống dưới ghế, nâng một chân của cô lên, đặt lên đùi của mình, bắt đầu thoa kem giúp cô. Bàn tay của Tử Lâm thoa điệu kem dưỡng lên khắp bắp chân của Hàn Dĩ Xuyến, thoa tới đâu hắn lại hôn tới đó. Chưa bao lâu, khắp đùi của cô hắn lại càng hứng thú hơn, vén khăn tắm lên cao, hắn tiếp tục thoa kem cho cô. Kem dưỡng đã thoa xong, nhưng tay của hắn vẫn sờ quanh đùi của cô, tiếp tục thăm dò vào bên trong, khám phá vùng cấm địa khiêu khích. Hai tay của Hàn Dĩ Xuyến bám chặt vào góc bàn, cô cắn chặt môi chịu đựng cơn khoái cảm đột ngột này. Tử Lâm nở nụ cười thỏa mãn, rút ngón tay về, tiếp tục thoa kem lên chân còn lại cho cô. Hàn Dĩ Xuyến cúi xuống nhìn hắn, cô yếu ớt hỏi: "Lâm à, anh đã hứa gì với em chứ?" Tử Lâm đang vui đùa khắp bắp chân của cô, thản nhiên mà trả lời: "Em muốn nói gì chứ?" Hàn Dĩ Xuyến lại không vui nói: "Anh đã hứa là sẽ không bỏ bữa cơ mà." Tử Lâm nhếch môi cười rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Anh không bỏ, không phải là anh đang chuẩn bị ăn đây hay sao?" Hàn Dĩ Xuyến vẫn còn ngỡ ngỡ ngàng ngàng thì đã bị hắn bế lên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi nằm đè lên người của cô thì thầm mà nói: "Chuyện của chúng ta lúc chiều làm chưa xong, bây giờ cùng kết thúc nó đi nào." Thực sự là một đêm dài vô tận, tiếng rên rỉ cậu xin đứt quãng của phụ nữ vẫn vang lên không ngừng, kết hợp với tiếng thở dốc ồ ồ cùng với tiếng gầm gừ khoan khoái của đàn ông tạo nên một bản hợp ca kéo dài không dứt. Phòng ngủ không có chút ánh sáng chiếu vào, vì rèm cửa màu đen đã che kín hết. Đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường màu đen cỡ lớn, tạo nên một khung cảnh rất an nhàn vào buổi sáng sớm. Hàn Dĩ Xuyến rên rỉ mệt mỏi, từ từ mở mắt ra, dụi thẳng hai tay lên đỉnh đầu, vô tình đụng vào đầu tóc của Tử Lâm, khiến cho cô giật mình nhìn sang. Người đàn ông bên cạnh đang ngủ rất ngon, cô mới nhớ mình đã về tại Song Khê. Cô khẽ nhích người ngồi dậy, nhưng toàn thân ê ẩm, hạ thân đau rát, khiến cho cô chỉ có thể nằm bên cạnh Tử Lâm. Cô nhìn hắn mặc bộ đồ ngủ trên người, cùng với quần áo rơi vãi khắp sàn, ga giường hỗn độn, nhắc cô nhớ lại một trận kích tỉnh đêm qua. Cô liền mặt đỏ ửng, dần dần nóng ran. Cô kéo chăn che đi nửa khuôn mặt và cười tủm tỉm một mình, xong lại tới gần Tử Lâm hơn nữa. Một tay của cô chống lên mang tay để ngắm nhìn hắn kỹ hơn, tay còn lại của cô nhẹ đưa chạm vào mái tóc đen của hắn, khẽ lẩm bẩm: "Tóc của Lâm, trán của Lâm, lông mày của Lâm, mắt của Lâm, mũi của Lâm, môi của Lâm." Ngón tay của cô chạm tới đâu thì cô lẩm bẩm tới đó và đã dừng trên môi của Tử Lâm, vì bàn tay của cô đã bị hắn nhanh chóng chụp được. "Em bị ngốc hay sao chứ?" Tử Lâm vừa bắt lấy tay của cô, vừa nhìn cô rồi khẽ hỏi. Hàn Dĩ Xuyên lúng túng muốn xoay người, liền bị hắn kéo lại rồi nhanh chóng hôn lên. "Sao mới sáng sớm đã lẩm bẩm như một cô ngốc vậy chứ?" Hàn Dĩ Xuyên cắn cắn môi rồi lắp bắp nói. Sao anh biết chứ? Không phải là anh đang ngủ rồi hay sao?" Tử Lâm nhếch môi cười thích thú, đưa tay kéo cô ngã xuống lồng ngực của mình rồi ôm thật chặt. "Bị em ăn đậu hũ như vậy, dĩ nhiên anh phải tỉnh rồi chứ. Dĩ Xuyến à, khai thật đi, có phải là em vẫn chưa thỏa mãn?" Mặt của Hàn Dĩ Xuyến đỏ tới mức không thể đỏ hơn, cô lúng túng trả lời. "Em không có, nếu như không muốn em đụng vào anh hay chạm vào anh thì cứ nói đi." Tử Lâm khẽ bật cười rồi hôn mạnh vào trán của cô, thấp giọng mà nói. "Có một cách có thể chạm vào anh nhiều hơn đấy." Hàn Dĩ Xuyến không ngốc, dĩ nhiên là cô hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, cho nên hơi tức giận mà hét. "Anh đúng là đồ biến thái." Tử Lâm lại bật cười, hắn vừa cầm tay của cô lên, vừa ngắm thật kỹ bàn tay của cô. Hàn Dĩ Xuyến cảm thấy lạ khi hắn đột nhiên lại bỏ tay của cô ra, xoay người lại phía sau, kéo ngăn kéo ra rồi lấy tới một chiếc hộp nhung. Hắn vừa nhìn cô, vừa lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, không nói năng gì mà trực tiếp đeo vào ngón giữa phải của cô. Xong rồi, liền nâng nhẹ bàn tay của cô lên, đặt lên đó một nụ hôn cùng với ngón tay của cô. "Anh sẽ không dùng chiếc nhẫn tự làm quà tặng này để cầu hôn em." Hàn Dĩ Xuyến ngớ ngẩn một hồi, cầu hôn sao? Tử Lâm nói tới chuyện cầu hôn cô. Cô không ngờ rằng hắn lại có suy nghĩ đó. Cô và hắn đã từng kết hôn, nhưng cô lại không nhận được một lời cầu hôn đúng nghĩa. Bây giờ hắn đột nhiên lại nói tới chuyện cầu hôn, chẳng nhẽ hắn thực sự muốn cầu hôn với cô hay sao chứ? Hàn Dĩ Xuyến đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man mà không biết Tử Lâm đã lấy ra một sợi dây chuyền đang để trước mặt của cô. Hắn chỉ cười một cách bao dung rồi cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ của cô một cách cẩn thận. "Đừng bao giờ tháo ra nữa đấy." Hàn Dĩ Xuyến dần hồi hồn, cô nhìn sợi dây chuyền trên cổ,
đó là sợi dây chuyền mà Tử Lâm đã tặng cho cô vào ngày mà cô tốt nghiệp. Còn chiếc nhẫn kia là quà gặp mặt hắn tặng cho cô lần đầu tiên hắn tới trường gặp cô. Hai món quà này cô đã mang theo bên mình suốt 6 năm trời và đã trả lại hắn vài tháng trước. Bây giờ hắn lại đeo nó cho cô. Đây được gọi là cái gì cơ chứ? Vật hoàn chủ cũ hay sao? Cô và hắn, ai mới là chủ nhân của chúng? Cô và hắn, ai mới là chủ nhân của ai? Chẳng ai cả. Tự Lâm kéo hẳn Dĩ Xuyến vào trong ngực lần nữa, xoa xoa đầu của cô, rồi thì thầm. Dĩ Xuyến à, 6 năm qua anh vẫn luôn đợi em. Đầu óc của hẳn Dĩ Xuyến mông lung khó tả. Cô không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy. Reng reng reng, chuông điện thoại của Tử Lâm vang lên, phá vỡ bầu không khí kỳ quái này. Tử Lâm cười nhìn Hàn Dĩ Xuyến rồi mới nhận điện thoại. Nói đi. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói nghiêm túc của Triết Liệt. Tử tiên sinh, lịch hẹn với bác sĩ là 8 giờ sáng nay. Tử Lâm thoáng nhìn qua Hàn Dĩ Xuyến rồi lạnh lùng nói. Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị đi. Xong xuôi liền cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên. Hàn Dĩ Xuyến nghe thoáng thoáng về nội dung cuộc điện thoại, cô lo lắng hỏi. Lâm à, sao anh lại phải hẹn gặp bác sĩ chứ? Có phải là anh không khỏe hay không? Tử Lâm nhìn bộ dạng lo lắng sốt ruột này của cô, vừa yêu vừa xót, hắn béo nhẹ mũi của cô rồi nói. Không phải là anh, mà là em. Trong chốc lát, Hàn Dĩ Xuyến liền ngồi im, cô khó hiểu mà hỏi. Em chẳng sao cả, không đau ốm gì cả, sao phải gặp bác sĩ chứ? Tử Lâm nghiêm mặt kéo cô lại đối diện với mình, thấp giọng mà nói. Mắt của em, anh muốn chữa khỏi cho em. Hàn Dĩ Xuyến gần người sang một lúc, rồi dứt khoát đẩy tay của Tử Lâm ra, cô buồn bực nói. Em không muốn. Tử Lâm nhìn cô quay mặt sang một bên, liền cô kéo cô lại, kiên nhẫn mà hỏi. Tại sao chứ? Hàn Dĩ Xuyến bực bội hất tay của hắn ra, cô hơi cao giọng nói. Em không muốn bị mù. Tử Lâm chẳng hề bất ngờ gì cả, dĩ nhiên điều đó hắn đã tìm hiểu kỹ rồi. Mắt của cô bị tổn thương, điểm mù hơi nặng cho nên khả năng phục hồi không cao cho lắm. Tỷ lệ thành công sau khi tiểu phẫu cũng không thấy khả quan. Nếu như thành công thì mắt của cô sẽ phục hồi được như trước đây, sẽ không ngại ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp vào nữa. Nhưng nếu như thất bại, cô có thể sẽ bị mù vĩnh viễn. Và hiển nhiên, sau khi nghe những phân tích này của bác sĩ trước đây đã từng tư vấn cho cô, Tử Lâm xác định rõ những gì mà hắn phải làm. Hắn nhất định sẽ đưa cô đi chữa trị, dù thành công hay thất bại. Nếu như thành công thì coi như đó là một vận may. Nhưng nếu như thất bại, hắn sẽ lại tặng ánh sáng của mình cho cô. Hàn Dĩ Xuyến không vui mà bước xuống giường. Cô đang xỏ dép thì Tử Lâm kéo cô lại lần nữa. Hắn đưa tay chạm vào mặt của cô, mắt của cô, rồi khẽ nói. Dĩ Xuyến à, nếu như em không thể nhìn được nữa, anh sẽ cho em ánh sáng. Hàn Dĩ Xuyến ngớ ngẩn mà nhìn hắn. Lát sau, cô liền hất nhẹ tay của hắn xuống, nói bằng giọng không vui. Anh điên hay sao? Em không muốn bản thân bị mù, càng không muốn anh bị mù vì em. Nếu như anh còn muốn tiếp tục đề tài này nữa, thì chúng ta cần không gian riêng. Hôm nay em muốn ở một mình. Tử Lâm không thể hỏa hoãn với cô nữa, dứt khoát bước xuống giường, hắn bế cô lên một cách mánh bạo mà nói. Dù phải dùng cách gì hay phải trả giá bất cứ nào, anh cũng muốn mắt em có thể phục hồi. Mặc cho Hàn Dĩ Xuyến vừa giãy giụa vừa kêu la như thế nào, hắn vẫn bế cô vào trong phòng. Phải cực khổ lắm, hắn mới có thể tắm rửa sạch sẽ, mặc lại quần áo cho cô. Hàn Dĩ Xuyến bất mãn, nhất quyết không chịu phối hợp. Lâm à, anh đừng ngang bướng nữa có được hay không? Em đã nói là sẽ không tới bệnh viện đâu. Mắt của em bây giờ cô không quá nghiêm trọng, chỉ cần tránh ánh sáng mạnh là được. Tử Lâm vừa kéo cô ra khỏi phòng tắm, vừa nói. Người ngang bướng, trẻ con là em, Dĩ Xuyến à. Đừng nói thị lực em kém, dù là một vết xước nhỏ, anh cũng không để nó trên ngón tay của em đâu. Hàn Dĩ Xuyến bực mình, vung tay lung tung, không ngoan ngoãn mà phối hợp. Tử Lâm cũng không bị những động tác kháng cự của cô làm cho hắn dừng lại. Hắn sấy khô tóc cho cô, rồi lấy lược, chải những lọn tóc xoăn nhẹ cho cô. Xong xuôi hắn cũng trả chút cho mình, rồi đi tới trước giường kéo Hàn Dĩ Xuyến ra cửa. Em có muốn để Tiểu Hiền thấy mẹ nó còn bướng bỉnh hơn cả trẻ lên ba hay không ạ? Hàn Dĩ Xuyến đứng im trước cửa phòng, cô nhìn Tử Lâm, hai mắt đã bắt đầu ươn ướt, uất ức mà nói. Anh nói yêu em nhưng mà lại không hề tôn trọng ý kiến của em. Thân hình cao lớn của Tử Lâm chợt cứng đờ vì câu nói quá đường đột của cô. Hắn chậm rãi xoay người nhìn cô, khàn giọng mà nói. Em nói anh không tôn trọng ý kiến của em, nhưng mà Dĩ Xuyến, em có biết là em ngốc lắm hay không? Nước mắt như đê vỡ mà trào ra. Hàn Dĩ Xuyến ngước mắt nhìn hắn, cô lớn tiếng nói. Phải, em ngốc đây. Vì em ngốc cho nên mới yêu anh từ chết đi sống lại như vậy. Vì em ngốc cho nên dù là 6 năm trước hay là bây giờ, em đều cam tâm tình nguyện mà ở bên cạnh anh. Tử Lâm luống cuống nhìn cô,
vừa muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cô, vừa vội giải thích. Dĩ Xuyến à, anh không có ý này. Hàn Dĩ Xuyến gạt tay của hắn ra, rồi hét lớn. Lẽ ra, em cũng đến theo anh về đây. Dứt lời, cô liền đẩy mạnh hắn sang một bên, rồi vụt chạy ra khỏi phòng. Tử Lâm hốt hoảng, vừa gọi vừa đuổi theo. Dĩ Xuyến à, em nghe anh nói đi, Dĩ Xuyến. Hắn vừa đuổi ra tới cổng, thì cô đã lên một chiếc taxi rồi đi mất. Tất cả người làm và thím Vương đang giữ Tiểu Hiền đều kinh ngạc nhìn một màn trước mặt. Chiếc điện đang đứng bên cạnh xe cũng ngơ ngác nhìn theo. Một lúc sau liền cung kính hỏi: Tử tiên sinh, con cần đuổi theo hay không ạ? Tử Lâm bực dọc nhìn theo hướng chiếc taxi đã mất dạng, vò đầu bứt tóc mà nói: Đi theo cô ấy đi, nhưng đừng để bị phát hiện. Chiếc điện vâng lệnh gật đầu, xong lại hỏi: Vậy lịch hẹn với bác sĩ sẽ rời lại hay là hủy bỏ? Tử Lâm nặng nề nói xong rồi đi vào nhà. Khoan hãy hủy. Triết Liệt cúi đầu vâng lệnh rồi lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ phân công nhiệm vụ. Hàn Dĩ Xuyến xuống xe trước một cửa hàng hoa. Cô đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong. Rất nhiều đàn ông đang mua những bó hoa thật lớn. Trên môi của họ là nụ cười rất hạnh phúc. Nhìn những cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi ở trên đường, khóe môi của Hàn Dĩ Xuyến chợt dâng lên một nụ cười chua xót. Cô nhớ ra rồi, hôm nay là ngày thất tịnh, ngày 7 tháng 7, lễ tình nhân của Trung Quốc. 6 năm qua cô ở New York, tuy không được nhìn thấy các cặp đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên phố trong ngày thất tịch, nhưng cô vẫn luôn nhớ ngày này. Nhưng cứ nhớ tới thì cô lại nhớ. Cô chưa từng nhận được món quà nào vào ngày lễ tình nhân từ người đàn ông mà cô yêu, cũng là người đàn ông mà luôn nói yêu cô. Hôm nay là ngày thất tịch, vậy mà cô và hắn lại cãi nhau thay vì cùng nhau đi ra ngoài chơi. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, Hàn Dĩ Xuyến nhẹ nhàng xoay người đi ra khỏi cửa hàng. Cô bước đi từng bước, cô đọc qua từng con phố, nhìn từng đôi nam nữ vui cười đi ngang qua, trong lòng của cô lại lạnh buốt. Tử Lâm ngồi trong phòng khách mà chú tâm xử lý công việc, ngón tay thon dài liên tục gõ lạch cạch trên bàn phím, thỉnh thoảng lại cầm một tập văn kiện lên đọc đọc mấy trang. Mặc dù đã cố gắng tập trung, nhưng hắn vẫn hoàn toàn chẳng được làm gì cả. Trong đầu của hắn chỉ nghĩ mãi tới tình trạng của Hàn Dĩ Xuyến bây giờ. Thím Vương thì đang đút cho Tiểu Hiên ăn trước sân, bà cũng nhìn Tử Lâm rồi ngồi vào bên trong lại thở dài nặng nề. Tiểu Hiên buồn bã ăn từng muỗng cơm rồi líu xíu hỏi: Bà Vương ơi, sao mẹ cháu vẫn chưa trở về chứ? Bà cũng không tìm mẹ về, có phải là mẹ sẽ không về nữa hay không? Mẹ bỏ Tiểu Hiên rồi hay sao? Thím Vương vừa đau lòng vừa ôm lấy cô bé vỗ về mà trấn an: Tiểu Hiên ngoan à, không phải như vậy đâu, mẹ cháu sẽ về mà. Tiểu Hiên buồn bã gật đầu rồi ăn hết cơm. Vừa ăn xong thì cô bé đã ôm búp bê đi vào trong phòng khách, do dự đứng trước Tử Lâm, lì nhí mà hỏi: Ba ơi, tại sao mẹ vẫn chưa về? Nghe giọng của con gái, Tử Lâm liền đóng laptop lại, đem văn kiện đẩy sang một bên, hướng tay về phía Tiểu Hiên, khẽ gọi: Tiểu Hiên, lại đây nào. Tiểu Hiên ngoan ngoãn bước xuống, ngồi bên cạnh của hắn, im lặng nhìn hắn như đang chờ câu trả lời từ hắn. Tiểu Lâm từ từ vuốt má của con gái, rồi thấp giọng hỏi: Con nhớ mẹ sao? Tiểu Hiên không nói gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Tử Lâm nhấc bổng cô bé lên, để cô bé ngồi trên đùi của mình, dịu dàng mà vỗ về. Nhưng mẹ con lại không phải là vợ của ba. Tiểu Hiên, mẹ con sẽ không sống với ba được lâu dài. Lạ hắn không suy nghĩ thật thấu đáo, khi đưa ra yêu cầu Hàn Dĩ Xuyến trở lại Đại Song Khê, hắn đã không nghĩ tới thân phận của cô khi ở bên cạnh hắn. Cô không còn là vợ của hắn, vì hắn đã từng làm tổn thương cô. Cô lại không thể là tình nhân của hắn, vì hắn không thể sỉ nhục cô lần nữa. Cô lại càng không phải là bạn gái của hắn, vì cô đã sinh cho hắn một đứa con. Cô đã theo hắn trở về mà không cần bất cứ danh phận nào. Nếu như hắn muốn ở bên cạnh cô thì chỉ có một cách, hội hôn với cô. Thế nhưng ngay từ đầu cô đã không đồng ý hội hôn với hắn. Vậy hỏi hắn phải làm như thế nào đây? Tiểu Huyên ngơ ngác nhìn Tử Lâm, không phải là bé không hiểu ý của hắn, mà là bé quá hiểu, vì quá kích động và vì quá muốn khóc òa lên, nhưng lại không thể, cho nên chỉ có thể nhìn hắn như vậy. Thím Vương từ ngoài sân chạy vào thì liền thấy một cảnh này. Bà vội đi tới trước mặt của Tử Lâm và cẩn trọng nói: Thiếu gia, cậu đừng có làm cho Tiểu Hiên sợ. Giữa cậu và Dĩ Xuyến, dù có chuyện gì thì hãy cùng nhau giải quyết, đừng để Tiểu Hiên nghe được những chuyện không hay. Tử Lâm không hề nổi giận, ngược lại còn hạ thấp giọng nói với Thím Vương: Thím có ý gì chứ? Vừa nói vừa hất cằm về phía ghế đối diện, ý bảo Thím Vương ngồi xuống. Thím Vương cung kính cúi đầu cảm ơn ngồi xuống. Bà nhìn Tiểu Hiên đang ngồi trong lòng của Tử Lâm mà buồn tủi chưa búp bê, trong lòng không khỏi xót xa, ngập ngừng rồi nói: Thiếu gia, tôi có thoáng nghe qua về chuyện không may xảy ra Dĩ Xuyến 6 năm trước. Cô ấy suýt chút nữa thì bị cưỡng bạo.
lúc đó không phải là cô ấy cũng đã đi bên ngoài một mình hay sao? Câu nói của Thím Vương thực sự đã làm cho Tự Lâm chấn động. Hắn thấp giọng hỏi. Nói rõ ra đi. Thím Vương lại hiển nhiên nhìn Tiểu Hiên rồi hít sâu một hơi nói. Tiểu già, hôm nay là ngày lễ thất tịch, lễ tịnh nhân của người Trung Quốc. Một mình Dĩ Xuyến ở bên ngoài, chắc cậu cũng hiểu tâm trạng của cô ấy hiện giờ chứ. Nói xong, bà liền đưa tay hướng về phía Tiểu Hiên, dịu giọng mà nói. Tiểu Hiên, vào xếp hình nào. Tiểu Hiên hôn chụt lên má của Tự Lâm, tạm biệt, rồi bước tới bên cạnh Thím Vương để bà bế lên. Thím Vương vừa bế Tiểu Hiên đứng lên, liền cúi đầu chào Tự Lâm, rồi xoay người rời khỏi phòng khách, đi lên lầu. Toàn thân của Tự Lâm cứng đờ, hắn chống chống hai tay xuống đùi, vùi đầu vào trong lòng bàn tay. Hắn đúng là một kẻ tồi tệ. Từ lúc Hàn Dĩ Xuyến bỏ chạy ra ngoài, hắn không đi tìm cô, mà chỉ cho thuộc hạ đi theo sau cô. Cũng không nghĩ tới những gì cô đã từng chịu đựng khi ở một mình, vô tâm mà quên mất một ngày quan trọng với cô như vậy. Có lẽ bây giờ tâm trạng của cô thực sự trống trải, lạnh lẽo hoặc là hơn như thế. Vừa nghĩ tới chuyện cô có thể đang ngồi khóc một mình ở bên ngoài, hắn không chút do dự mà đứng lên, cầm vội áo khoác rồi đi ra khỏi nhà, lái xe rời đi. Hàn Dĩ Xuyến không biết mình đã đi như vậy được bao lâu, cũng không biết mình đã đi qua những nơi nào, đi như thế nào và bây giờ đang ở đâu. Cô chỉ biết ôm chặt hai bên cánh tay để cho đỡ lạnh vì gió. Cứ như vậy mà đi, cô nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả đối với cô đều như nhau. Hoa hồng, những hộp sô-cô-la được bày bán khắp các cửa hàng lớn nhỏ, tràn ngập khắp đường phố. Những cặp tình nhân tay trong tay, cười đùa vui vẻ mà lướt qua. Một thế giới ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười như vậy. Thế nhưng cô lại chỉ có một mình. Gió thổi mỗi lúc một lớn, càng lúc càng lạnh. Từng giọt mưa tí tách đã rơi xuống. Chỉ trong chốc lát đã trở thành một cơn mưa to, ào ào đổ xuống khắp thành phố. Chỉ mỗi mình Hàn Dĩ Xuyến vẫn bước bình thản chậm rãi như vậy. Mưa ướt hết người của cô, mang lại cái lạnh như vậy. Nhưng cô vẫn không có ý định trú mưa mà cứ tiếp tục bước đi. Thất tịch, trời đã đổ mưa. Có lẽ bây giờ Ngưu Lang và Chức Nữ đã gặp nhau rồi, cùng nhau rơi những giọt nước mắt nhớ nhung, xúc động. Nhưng tại sao cô vẫn không gặp được người đàn ông mà cô yêu chứ? Có lẽ cô thực sự là một kẻ ngốc. Cũng đã 6 năm trôi qua, làm sao một tình yêu có thể nguyên vẹn như lúc đầu chứ? 6 năm trước hay 6 năm sau, chỉ có một mình cô yêu hắn mà thôi. Một câu anh yêu em thực sự đối với cô đã trở nên mơ hồ. Mưa không ngừng chút xuống ảo ạt, vô tình. Khắp đường phố không còn một bóng người. Trời cũng đã bắt đầu tối dần. Hàn Dĩ Xuyến cứ bước đi như vậy cho tới khi cơn mưa đã hoàn toàn tạnh. Trước mặt của cô hiện giờ chẳng có gì ngoài những ánh đèn đường sáng rực, những vũng nước trên đường. Nước mưa hình như đã gột rửa sạch sẽ những bụi bẩn của cả con phố. Nhưng tại sao vẫn không thể xoa dịu được tâm trạng rối ren, hoang mang của cô chứ? Chiếc ghế băng bằng gỗ phía xa, đột nhiên có một cô gái ngồi một mình trong tĩnh lặng. Hình như cô gái ấy không phải chỉ ngồi im lặng như vậy. Bên cạnh cô ấy đặt một bó hoa hồng trắng. Xung quanh chiếc ghế cô ấy lại được thắp đầy các ngọn nến đủ màu. Trên tay của cô gái ấy còn cầm một vật gì đó dạng như lá thư hay phong bìa. Hàn Dĩ Xuyến đứng nhìn cô gái lạ ấy một lúc lâu rồi quyết định bước tới gần. Cô vừa đi tới vừa lịch sự hỏi. Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà cô có thể nhích sang một bên được hay không? Cô gái ấy bị làm phiền liền ngẩng đầu lên nhìn Hàn Dĩ Xuyến không vui mà đáp. Cô là ai chứ? Lấy quyền gì mà yêu cầu tôi này nọ? Hàn Dĩ Xuyến vén gọn lại mái tóc rối ren còn dính chút nước mưa. Cô nở nụ cười yếu ớt và nói. Tôi cũng chẳng biết mình là ai. Các bạn vừa nghe xong phần 8 của bộ truyện Rơi vào tay tổng tài ác ma qua sự thể hiện của Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.